ngũ trảo giao long giấy rụa thân mình, lần nữa khiến cho mặt đất rung động một hồi. Lão giả áo đen kinh hãi, vội vàng rút lui hơn trăm trượt, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngực của giao long vỡ ra một cái động lớn, máu tươi chen chúc mà ra, nhuộm hồng cả một mảnh đất của hoang đảo. Vèo một tiếng, một đạo bóng người màu xanh bắn ra từ mặt biển, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng màu xanh lướt tới bên cạnh ngũ trảo giao long. Một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên, thân thể giao long ngừng động đậy, sau đó một cột máu vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời, hoang đảo giống như đang xuất hiện một trận mưa máu vậy, một mùi tanh hôi tràn ra xung quanh. Oanh, thân thể giao long ầm ầm rơi xuống, run rẩy vài cái, rốt cuộc bất động. Nhưng vào lúc này một đạo hắc quang bao lấy một tiểu hắc dao lóe lên lao ra từ bên trong thân thể giao long, vội vàng hấp tấp chạy trốn đi xa. Bóng người màu xanh như biết trước, thân hình nhoáng một cái chắn đường của tiểu hắc dao, há mồm phun ra một đám hào quang màu xanh, bao lấy tiểu hắc giao, kéo nó quay về tiện tay nhốt vào một cái bình ngọc. Ba người bọn lão giả mặc áo màu đen trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, đứng thẳng bất động cách đó không xa, thiếu phụ áo lục còn theo bản năng nuốt nước miếng. Thanh ảnh lóe lên, hiện ra một gã có dáng người cao lớn mặc áo bảo xanh lam, thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi, dung mạo bình thường, làn da ngăm đen. chương 77, hai kiện dị bảo, nam tử áo xanh không hề để ý đến ba người lão giả áo đen, ung dung tiến đến bên cạnh ngũ chảo dao long khổng lồ. Hắn nhấc tay lên, nắm năm ngón chộp vào hư không. Một tiếng phụt, cái đầu nổ tung, một viên tinh hạch màu đen lớn bằng nắm đấm bay ra, trên bề mặt có từng đạo vằn đen huyền diệu. Đó chính là yêu đan của ngũ trảo mặc dao, thanh niên mặt không đổi sắc, do xét vật này một chút rồi mới thu lại. Sau đó, năm ngón tay của hắn hợp lại thành một thủ đao mờ mờ. Mấy tiếng két két giòn vang, bốn đạo móng vuốt của dao long đã bị chém rụng. Sau khi thu hồi số móng vuốt này, hắn lại nhìn tới phần cổ cự dao. Ở đó có một cái lân phiến tròn màu bạc to gần trượt, xung quanh có vảy đen rất khác biệt cùng mấy cái xương gai màu hơi bạc, tản mát ra sóng linh lực dao động kinh người. Bên trên lân phiến cùng xương gai có ẩn hiện hoa văn tương tự như trên yêu đan. Thanh niên cẩn thận lấy vải màu bạc cùng xương gai, rồi lại lấy mấy thứ trên dao long. Sau đó, hắn mới đứng lên, quay đầu nhìn ba người lão giả mặc áo đen ở gần đó. Mặc cho ánh mắt của hắn không hề có chút ác ý, ba người lão giả vẫn không nhịn được có chút hồi hộp, Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, tay chân luống cuống. Nam tử mặc áo xanh không để ý đến ba người bọn họ mà lại thu hồi ánh mắt, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Chờ khi hắn hoàn toàn biến mất ở phía xa, lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm. "Con, giao long kia chẳng lẽ chính là ngũ trảo mặc long chúng ta vừa nhắc đến?" Đạo sĩ trung niên nhìn thân thể màu đen của giao long đã bị xẻ nát rồi nói. "Đúng rồi, hơn nữa ta thấy con giao long này rất có khả năng đã đạt tới cảnh giới đại thừa." Giờ phút này, lão giả áo đen đã dần bình tĩnh trở lại bèn gật đầu nói. Thiếu phụ áo xanh lục cùng đạo sĩ trung niên nghe vậy, hít vào một hơi. Vị tiền bối kia tay không có thể chém giết giao long, hơn nữa nhìn bộ dáng của người tựa hồ không dùng nhiều sức, hẳn cũng là một vị đại tu sĩ đại thừa. Ta từng thấy qua tư mã tiền bối của Lãnh Diễm Tông và Hạp Sơn tiền bối của Cảnh Nguyên Quan nhưng xem ra không phải một trong hai người bọn họ. Thiếu phụ áo xanh lục vẫn còn có chút sợ hãi, giọng nói mang chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là thay đổi hình dáng? Đạo sĩ trung niên nghĩ đến một khả năng, chắc không phải đâu, nhìn vết thương vừa rồi của Mạc Long thì vị tiền bối kia hẳn là một vị lực tu thuần túy, tám chín phần không phải là hai vị tiền bối kia. Lão giả mặc áo đen lắc đầu, không phải hai người bọn họ, ở linh hoàn giới còn có tu sĩ đại thừa kỳ khác sao? Thiếu phụ áo xanh lục hơi kinh ngạc, còn có một người, chẳng lẽ nhị vị đã quên mấy năm trước, hàn lập tiền bối trong vòng một đêm đã hủy diệt thiên quỷ thông, vị tiền bối ấy dường như cũng là một gã lực tu. Lão giả mặc hắc bào nói đến đây, không tự chủ được hạ thấp giọng xuống mấy lần. Hàn tiền bối trong truyền thuyết, không sai, thế nhân đều nói cho người rất trẻ, chắc hẳn đúng là tiền bối rồi. Đôi mắt của thiếu phụ áo xanh lục không khỏi sáng lên. Trong truyền thuyết vị hàn tiền bối này chính là một vị trích tiên đến từ tiên giới. Người chính là tiên nhân chân chính, đạo sĩ trung niên cũng có chút kích động nói. Ba người nói chuyện, song ánh mắt rất nhanh nhìn vào thân thể ngũ trào mặc long, trong mắt đều nổi lên tia ham muốn nóng bỏng. Thân thể giao long đã bị xẻ nát này dù hàn lập không để vào mắt mà bỏ lại, nhưng đối với ba tu sĩ hóa thần kỳ mà nói thì cho dù là một khối huyết nhục nhỏ của giao long chỉ sợ cũng đủ để gây nên một trận tranh đấu không nhỏ rồi. Phải biết rằng đây chính là huyết nhục của yêu thú đại thừa kỳ. Từ khi thiên tinh môn được sáng lập đến nay cũng đã trải qua lịch sử hai ba mươi vạn năm, mặc dù còn kém siêu cấp đại tông lãnh diễm tông, cảnh nguyên quan, nhưng trong môn phái cũng có mấy tu sĩ hợp thể kỳ tỏa chấn, thực lực tuyệt đối không được khinh thường. Chỉ là tông này trước sau hành động khiêm nhường nên danh tiếng ở linh hoàn giới cũng không lớn. Lúc này, tại một võ trường to lớn bên trong thiên tinh môn, ánh sáng vàng lóa mắt hiện lên, phát ra tiếng vang như sấm rền. Một lão giả mặc áo màu bạc như con diều đứt dây bay ngược lại, đâm vào cấm chế đã được mở ra xung quanh võ trường. Chỉ nghe một tiếng hộp, lão đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo trước người một cái bình bát màu màu vàng nhạt nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược về linh quang bề mặt ảm đạm tựa hồ đã bị tổn hao không nhẹ đối diện lão giả trong hư không là một tu sĩ áo xanh chắp tay đứng thẳng khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng sáng xanh khiến người ta không thể thấy rõ dung mạo hắn chậm rãi thu tay lại vây quanh bên ngoài võ trường là ba tu sĩ hợp thể kỳ cả đám thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi vội vàng hủy bỏ cấm chế bay vụt tới chỗ mà lão giả mặc áo bạc rơi xuống mặt mũi cả bọn tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chầm chầm về phía tu sĩ áo xanh ở xa. Đại trưởng lão, người không sao chứ, ta không sao, vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình. Lão giả mặc áo màu bạc lấy ra một viên đan dược vàng óng ăn vào, sắc mặt từ từ tốt lên một chút. Lời vừa nói ra, lập tức khiến ba người xung quanh khẽ giật mình. Thực lực của các hạ thật siêu phàm, ngay cả một chiêu của các hạ mà lão hủ cũng không tiếp nổi. Thật đáng hổ thẹn, lão giả mặc áo màu bạc chắp tay hướng tu sĩ áo xanh, cười khổ nói nếu các hạ đã nhận thua dựa theo ước định hãy giao bát bảo linh lung ngọc ra đây tu sĩ áo xanh bình thản nói ra giọng nói có vẻ còn trẻ lão giả áo bạc bất đắc dĩ nói một tiếng với đại hán hợp thể kỳ bên cạnh mặc dù tỏ vẻ không cam lòng thế nhưng đại hán vẫn dậm chân bắn đi sau một lát gã bay trở về tay nâng hộp ngọc màu trắng dài vài thước rộng nửa thước đưa cho lão giả áo bạc lão giả khẽ vuốt ve hộp ngọc trên tay mắt lóe lên một tia không nỡ nhưng sau đó tay phất ra một vệt sáng vàng bao lấy hộp ngọc đưa tới trước người tu sĩ áo xanh. Tu sĩ áo xanh đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, ánh sáng xanh từ ngón tay lóe lên, điểm lên trên hộp ngọc. Một tiếng bộc bộc rất nhỏ vang lên, hộp ngọc màu trắng tự động từ từ mở ra. Bên trong là mấy khối ngọc thạch màu trắng lớn nhỏ, mặc dù nhìn như bình thường nhưng trên bề mặt mơ hồ có linh quang tám màu không ngừng lưu chuyển, có chút kỳ lạ. Tu sĩ áo xanh khẽ gật đầu, đậy nắp hộp lại rồi lật tay thu vào. Mấy mỏ linh lung ngọc tủy của bản môn sau vạn năm mới tích lũy ra được những khối bát bảo linh lung ngọc cực phẩm này, hy vọng đạo hữu sử dụng thích đáng. Lão giả mặc áo bạc thở dài, nói ra, các hạ yên tâm, ta nhất định không để linh lung ngọc bị mai một. Tu sĩ si áo xanh cười ha ha rồi bấm tay gảy nhẹ. Một đạo sáng trắng bắn ra, rơi xuống trước người lão giả mặc áo bạc là một cái vòng tay chữ vật. Bản nhân cũng sẽ không lấy không đồ vật của quý tông. Đồ vật trong đó hẳn là đủ để đền bù những bát bảo linh lung ngọc này tu sĩ áo xanh lạnh nhạt nói một câu, sau đó thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh hồng, lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Lão giả mặc áo bạc dùng thần thức dò xét phòng tay chữ vật, thần sắc lập tức giật mình. Bên trong thình linh là số lượng lớn linh thạch, ngoài ra còn có linh thảo vạn năm cùng một chút vật liệu yêu thú cực kỳ chân quý. Luận về giá trị không những không dưới bát bảo linh lung ngọc kia mà thậm chí còn vượt xa mấy phần. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, các nơi ở linh hoàn giới liên tiếp xuất hiện một vài sự tình ly kỳ. Các tài liệu chân quý của mấy tông môn có thể là bí thuật công pháp hoặc tông môn điển tịch. Liên tiếp bị một người thần bí lấy đi, người này không biết từ đâu đến, tu vi cực cao, bất quá hắn lại làm việc khá thỏa đáng. Các tông môn bị đoạt bảo vật đều được bồi thường không ít, cho nên cũng không gây ra sự công phẫn của các đại tông môn tại linh hoàn giới. Ngược lại còn lưu truyền rất nhiều chuyện khiến tán tu và các tông môn đệ tử bàn luận say xưa. Người này đột một xuất hiện, hành động trong vòng mấy tháng, rồi lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện nữa. Trong nháy mắt lại hơn nửa năm trôi qua, tại khu vực Đông Nam Linh Hoàn Giới, nơi có một dãy núi màu đỏ vô cùng to lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, tên là Hỏa Vân Sơn Mạch. Trong dãy núi nhiều nhất là những ngọn núi lửa to lớn mọc liên tiếp nhau. Quanh năm từ lòng đất phun ra nham tương cực kỳ nóng bỏng. Trong không khí vô cùng nóng cũng tràn ngập mùi lưu huỳnh gai mũi. Tất cả ngọn núi cơ hồ đều có màu đỏ thấm, phảng phất như những tảng đá bị nung đỏ và cả tầng mây trên trời quanh năm cũng hiện ra sắc hồng rực rỡ là những thứ làm nên tên gọi hỏa vân sơn mạch. Đây được coi là hỏa linh chi địa lớn nhất linh hoàn giới, cũng là một trong mấy hung địa chứ danh của giới này. Cho dù là tu sĩ có tu vi cao thâm thì cũng ít người dám can đảm xâm nhập. Trong một vực sâu vô cùng lớn của hỏa vân sơn mạch tại chỗ sâu nhất có một con sông nham thạch lớn, cuồn cuộn chảy, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bề mặt nham tương lấp lóe ánh hồng, tựa hồ như có vô số ngọn lửa thiêu đốt nhiệt độ nơi đây cao đến mức khiến cho không khí xung quanh nhìn như mơ hồ không rõ, vặn vẹo ra những gợn sóng nhẹ nhẹ. Tại một vách núi cách sông Nham Tương không đến trăm trượng, có người đã đào ra một sơn động lớn, bên trong lóe ra các loại ánh sáng, thỉnh thoảng còn phát ra các loại âm thanh sắc nhọn. Một hôm, từ trong sơn động truyền ra một tiếng thét dài như rồng ngâm rồi lập tức một cột sáng màu trắng vô cùng thô to từ trong đó phóng thẳng lên trời. Trong cột sáng có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh hai đầu dao long cùng một cái áo giáp bằng xương cực lớn, sau một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Trong sơn động, một nam tử mặc áo xanh đang ngồi khoanh chân. Chính là Hàn Lập, giờ phút này mặt mũi hắn tràn đầy vui mừng. Trôi lơ lửng trước người hắn là hai kiện bảo vật lóe ra linh quang. Một kiện là áo giáp xương trắng có hình dáng cổ xưa khắc tám bộ đồ án như là khiên, giáo và các loại hình đồ vật. Một kiện nữa là một đôi quyền giáp màu bạc dữ tợn, bên trên đôi giáp có những gai xương màu bạc, nhìn phẳng phất đôi quyền giáp giống hai cái đầu dao long. Hai kiện pháp bảo đều tản mát ra sóng linh lực dao động dọa người. Ánh mắt Hàn Lập chậm rãi đảo qua bề mặt hai kiện pháp bảo, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Bộ giáp xương trắng gọi là Bát Bảo Linh Lung cốt giáp, còn đôi quyền giáp có tên là Phá Thiên quyền giáp. Phương pháp luyện chế hai pháp bảo này hắn đều tìm từ trong điển tịch của Thiên Quỷ Tông. Đây cũng không phải là loại pháp bảo bình thường, theo một ý nào đó thì đây là pháp bảo được luyện chế chuyên dành cho lực tu, cần có sức mạnh thân thể cực lớn mới phát huy được hết uy lực cường đại. Nếu tư mã kính minh đã nói phương pháp lén lút phi thăng vô cùng nguy hiểm thì để đảm bảo an toàn hắn mới dùng hết tâm tư góp nhặt vật vô số kỳ chân dị bảo, luyện chế ra hai kiện pháp bảo kia. Hàn lập há miệng phun ra một ngụm ánh sáng xanh, đem áo giáp và quyền giáp thu lại, lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh vẽ bản đồ chi tiết linh hoàn giới. Trên bản đồ của sách ngọc có mấy địa phương được cố ý ghi rõ. Từ các tông môn điển tịch, hắn tìm tới các vị trí không gian thiết điểm yếu kém. Ngoài ra, cũng có những vị trí hắn tự mình tìm kiếm. Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi nhìn về một chỗ đánh dấu tại khu vực Đông Nam trên bản đồ của sách ngọc. Ánh mắt hắn chấp động mấy lần, một lát sau, từ hẻm núi một đạo cầu vồng màu xanh bắn ra, bay về phía trời xa. mươi 78, bắt đầu dị tượng, trên đỉnh một ngọn tuyết sơn cao hơn vạn trượng tại linh hoàn giới. Bầu trời cuồn cuộn mây đen truyền ra từng tiếng sấm rền ầm ầm, thỉnh thoảng lại chớp lên ánh xét ẩn sâu bên trong. Bên dưới, cuồng phong rít lên điên cuồng cuốn lấy tuyết trắng đang rơi đầy trời phủ lên toàn bộ ngọn núi một màu trắng xóa mênh mông ở địa phương cách xa ngọn núi này hơn trăm dặm chỉ có trăng sáng sao thưa vô cùng yên lặng tạo nên cảnh tượng hoàn toàn tương phản đỉnh núi tuyết không biết từ lúc nào đã được người ta sử dụng pháp lực khổng lồ gạt phẳng tạo thành một bình đài lớn chừng trăm trượng trên bình đài có vài chục cột đá màu đen cao tới 10 trượng dựng đứng nhìn như lộn xộn kỳ thực ẩn chứa huyền cơ Chúng tạo thành pháp trận rất lớn gồm hai vòng tròn trong ngoài lồng nhau. Ở chính giữa pháp trận, mặt đất được khắc từng đạo linh văn tinh vi, phức tạp. Trên đỉnh của từng cột đá xung quanh đều đặt khối linh thạch chứa linh lực cực kỳ tinh thuần. Lúc này, một thân ảnh cao đang ngồi khoanh chân ở trung tâm của trận pháp, nghênh đón gió tuyết đầy trời. Đó là một thanh niên áo xanh, mặt mũi bình phàm, chỉ riêng có đôi mắt giống như hai ngôi sao, sáng ngời thâm sâu, nhìn thấu lòng người. Đúng là Hàn Lập, chỉ thấy hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, Hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, tiểu bác đấu tinh nguyên công trong cơ thể lập tức vận chuyển. Trong chốc lát, đỉnh núi bừng lên rực rỡ, vô số tinh quang màu trắng bạc trực tiếp phá tan mây đen, từ trên phóng xuống, hóa thành bảy cột sáng màu trắng bạc vô cùng to lớn, bao phủ cả ngọn núi. Tuyết rơi đầy trời vẫn bị gió cuốn bay nhưng khi chạm vào ánh sáng bạc lập tức toàn bộ tan chảy, bốc hơi rồi biến mất. Hàn Lập đưa hai tay qua đỉnh đầu bấm niệm pháp quyết hướng lên trời bên hông hắn lập tức lóe lên ô quang bảy cái tinh nguyệt bảo kính bay ra mỗi cái bay vào bên trong một cột sáng phóng ra hào quang sáng lạn cùng lúc đó trên đỉnh đầu hàn lập xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị làm trung tâm hấp dẫn bảy mặt của bảy bảo kính hướng vào vòng xoáy càng lúc càng lớn lực hút truyền ra cũng càng lúc càng mạnh khiến cho bảy mặt bảo kính đều không tự chủ được dịch chuyển vào mà cột sáng to lớn cũng bị cỗ lực lượng này dẫn dắt nhao nhau dịch chuyển hội tụ dần vào trung tâm một tiếng rầm vang như sấm rền bảy cột sáng màu bạc rốt cuộc hợp nhất dung hợp thành một cột sáng cực lớn to hơn trăm trượng bao phủ cả ngọn núi xuyên thấu trời đất lúc này hào quang ở chỗ sâu của bác đầu thất tinh sáng tỏ bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người chỉ thấy bảy khối tinh thạch theo thứ tự bắt đầu từ thiên su thiên tuyền thiên cơ thiên quyền lần lượt sáng lên hào quang màu tím mấy hồi sau đó bác đầu thất tinh tự nhiên di chuyển vị trí ban đầu xếp theo hình cái muôi rồi dịch chuyển thành một đường thẳng tắp tiếp theo uốn lượn biến thành một vòng tròn ngay sau đó, có một đạo ánh sáng hỗn hợp vàng bạc tím to lớn từ trong vòng tròn tuôn ra, dường như vượt qua triệu dặm xuyên qua bầu trời đêm vô tận, trực tiếp lao vào cơ thể Hàn Lập. Bộp, khi ánh sáng hỗn hợp vàng bạc tím chạm vào, quần áo trên người Hàn Lập trong nháy mắt hóa thành cho. Quanh thân da thịt lập tức chiếu ra hào quang màu vàng bạc tiếp đó trở nên trong suốt. Xuyên qua da thịt của hắn có thể nhìn thấy cơ bắp cùng xương cốt bắt đầu phát sinh biến hóa, Trước kia được bao trùm chỉ là một tầng sáng bóng màu bạc nhàn nhạt, nhạt nhưng bây giờ đã là một tầng chất lỏng màu vàng bạc. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn ầm ầm trên đỉnh núi tuyết. Vô số hạt bé tí màu bạc thay thế cho những bông tuyết ban đầu bay lả tả, rơi rụng khắp nơi, hóa thành một màn sáng hình cầu vô cùng lớn bao phủ trọn cả ngọn núi. Từ trong truyền ra tiếng linh lực chấn động vô cùng khủng khiếp. Làn sóng linh lực này dao động ngày càng tăng khiến cả ngọn núi kịch liệt đung đưa rồi dần dần xung quanh toàn bộ sơn mạch cũng đều trở nên cực kỳ không ổn định cả vùng đồi núi trong vòng ngàn dặm không ngừng lắc lư không ít địa phương nứt ra từng khe đất hẹp dài vặn vẹo uốn lượn thậm chí có chỗ còn tạo thành lòng sông khiến cho thay đổi cả dòng chảy của con sông lớn trong khu rừng nguyên thủy bên cạnh khắp nơi đất vàng cuồn cuộn bụi mù vô số dã thú nổi giận hoảng sợ chạy toán loạn phát ra những tiếng gào rú điên cuồng bên trên vô số chim muông đập cánh phành phạnh bay ra khỏi rừng đông nghịt rậm rạp che kín cả một vùng trời ầm ầm xa xa cách đó mấy trăm dặm một ngọn núi lửa cao lớn đã ngừng phun hơn vạn năm giờ đây do bị ảnh hưởng chấn động liên tục lại một lần nữa phun trào một dòng dung nham màu đỏ cực lớn cuốn theo khói đen dày đặc từ miệng núi lửa phun thẳng lên không cao đến ngàn trượng vô số nham thạch bị thiêu đốt đỏ rực bắn lên cao rồi rất nhanh rơi xuống như trận mưa lưu tinh lửa trong màn đêm kéo lê thành một vệt dài xuyên qua tầng tầng bụi lửa mà ập xuống núi rừng cả cánh rừng rộng lớn bị thiêu cháy lửa bốc hừng hực tỏa khói cuồn cuộn đem nửa bầu trời đêm chiếu lên đỏ rực Bên trong ngọn núi, có hơn mười mấy đạo lưu quang từ các chỗ khác nhau liên tiếp bay ra, rồi cả bọn đều thấp thỏm dừng lại ở cách màn sáng hình cầu màu bạc trên bầu trời hơn mấy trăm dặm. Những người này, người thì có tướng mạo công tử trẻ tuổi, tuấn tú, người lại có tướng phu nhân trung niên, tư thái hiểu điệu. Nhưng đông hơn vẫn là các lão giả trên 80 tuổi, phần lớn đứng một mình, số ít thì túm năm tụm ba. Đám người này tất cả đều là tán tu, ẩn núp tại ngọn núi này, thực lực cao thấp không đều, trong đó người yếu nhất có tu vi kết đan hậu kỳ, người mạnh nhất có tu vi cũng không quá luyện hư trung kỳ. Tuy nhiên ngoài đám người này ra, còn có một kẻ tướng mạo có chút kỳ lạ, có đường vân dài lộng lẫy trên người, cơ thể bọc một lớp da nham nhở, đầu mãnh thú. Rõ ràng là một yêu tu, nhưng bất luận là tu sĩ nhân tộc hay tu sĩ yêu tộc, giờ phút này tất cả đều hoảng sợ, nghi ngờ nhìn lên đỉnh núi tuyết nhưng không có ai dám can đảm lại gần dò xét. Uy thế như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa kỳ sắp sửa độ kiếp phi thăng? Một thanh niên áo trắng nhìn các loại dị tượng trên núi tuyết, kinh nghi nói: "Cùng đứng chỗ này, một lão giả gầy gò lắc đầu, nói: "Ta thấy không phải, nhìn qua đâu có dấu hiệu gì cho thấy Lôi Kiếp chuẩn bị giáng xuống đâu chứ." Xem ra là có người tu luyện công pháp cực kỳ huyền diệu, sắp đại thành mới dẫn tới hiện tượng trời đất kỳ lạ như vậy. Tu luyện công pháp, điều này sao có thể?" Thanh niên áo trắng hít một hơi sâu, gã thật không thể tin được chỉ bằng vào tu luyện công pháp có thể dẫn đến dị tượng thiên địa ở phạm vi lớn như vậy. Đúng lúc này, trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét sung trời, một cỗ sóng khí vô cùng mạnh mẽ lấy núi tuyết làm tâm vòng tròn quét sạch xung quanh. Ở ngoài xa mấy trăm dặm, đám người thấy thế, nhao nhao hóa thành lưu quang bay ngược về sau bỏ chạy. Có một tên yêu tu đạo hạnh còn thấp chưa kịp chạy liền bị sóng khí tràn qua, lập tức toàn thân rách nát, máu tươi chảy lênh láng. Chỉ vì chậm một bước mà phải nhận cái kết thân tử đạo tiêu. Cả đám chạy trốn tiếp hơn trăm dặp, sau đó mới dừng lại, sợ hãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy màn sáng hình cầu bao phủ cả ngọn núi tuyết đã khuyết trương gấp đôi, bao phủ phạm vi rộng lớn hơn nhiều khiến ngọn núi tuyết chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ. Cùng lúc đó, trên cửu cung phong của cảnh nguyên quan, Hạp Sơn đạo nhân béo như núi thịt đang đứng ở tụ tinh đài, nhìn bầu trời đêm phía xa phát sinh dị biến bắt đầu thất tinh, thần tình phức tạp khó hiểu. Lúc trước dưới áp lực của Hàn Lập, lão bị ép phải phá hủy trận pháp kết nối với tiên giới bên trong môn, coi như là đã hoàn toàn phản bội tịnh minh chân nhân. Bây giờ họ hàn sắp rời đi, sau này nếu lão tổ ở tiên giới vận dụng thủ đoạn để truy cứu tới cùng thì lão làm như thế nào ứng phó đây? Đúng là sự tình cần xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra, những năm gần đây lãnh diễm tông phát triển mạnh mẽ, thu phục không ít thế lực lớn nhỏ, xu thế sẽ cân sức ngang tải với cảnh nguyên quan. Một khi hàn lập rời đi, e rằng linh hoàn giới sẽ không yên ổn. Hạp Sơn Đạo Nhân nghĩ đến đấy, không khỏi thở dài một hơi nhưng y không phải là người duy nhất đau đầu suy tính. Tại quảng trường trên đỉnh Thánh Hỏa Phong của lãnh Diễm Tông. Giờ phút này, từ mã kính minh mặc áo khoác tím đang vịn tay lên lan can bạch ngọc, ngửa đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời đêm, thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Sau nửa ngày, y thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng, thầm nói. Hàn tiền bối, người rốt cuộc đã có ý định rời đi. Cho dù hiện tại lãnh diễm tông thu phục thiên quỷ tông khiến thực lực tăng mạnh, nhưng hàn lập ở đây vẫn như một tòa núi lớn vô hình ở trong lòng y tuy nói lãnh diễm tông cùng hàn lập không trở mặt ngược lại có chút hòa hợp thế nhưng sự tồn tại của nhân vật chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một tông môn không khác gì việc đặt bên mình một phù lục vì thời có thể nổ tung dù là ai chăng nữa cũng cảm thấy không thoải mái giờ phút này ở một chỗ vắng vẻ bên trong động phủ trên suốt vân phong cạnh bàn đá trong một sân vườn nhỏ cổ vận nguyệt áo trắng đang ngồi đối diện dư mộng hàn mặc cung trang họ dư nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bắt đầu thất tinh hóa thành vòng tròn trong bầu trời đêm cùng cột sáng kim ngân cổ quái màu tím mà hiện lên vẻ mê ly trong ánh mắt. Vị hàn trưởng lão này đối xử với ngươi cũng không bình thường, chẳng những để lại động phủ cho ngươi, mà còn vô số pháp bảo cùng đan dược như vậy. Những thứ tài nguyên này tính toán ra cũng không ít hơn tài sản của một tông môn cỡ nhỏ. Dù cho ngươi dùng để tu luyện đến hóa thần kỳ cũng vẫn dư xài. Cổ vận nguyệt nhìn đệ tử của mình với ánh mắt ôn hòa, vui vẻ, giọng nói lại có vài phần chiêu chọc. Dư mộng hàn nghe vậy sững sờ, rồi giật mình phục hồi lại tinh thần, bèn đáp lại. Hàn trưởng lão chắc là nhớ sự tình năm đó đệ tử dẫn hắn cùng nhạc nhi muội muội vào phủ nên mới yêu ái như thế. Kỳ thật thì điểm ân tình này cũng được trả đủ từ sớm. Ngược lại đệ tử, thiếu nợ hàn trưởng lão nhiều hơn, cổ vận nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ tươi cười, lắc đầu không nói. Hai thầy trò đã quá hiểu nhau nên đều không nói nhiều nữa tiểu viện lần nữa trở nên yên ắng. Trong một động phủ giữa sườn núi của suốt vân phong, một lão đạo đầu đội mũ liên hoa, mặc đạo bào xám trắng ngồi khoanh chân trong mật thất. Đúng là bạch thạch đạo nhân, trước người lão để một quyển sách cổ, trang giấy màu xanh đã ố vàng, bìa ghi năm chữ huyền thủy luyện u lục thật to kiểu cổ. Quyển cổ tịch này chính là một bộ công pháp quỷ đạo thượng thừa của thiên quỷ tông, là bí tịch trọng yếu, bình thường tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho nên khi Hàn Lập đột nhiên hiện thân sau đó tiện tay ban tặng khiến lão hầu như không thể tin được. Từ đó, lão bèn nghiên cứu tỉ mỉ, bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ hai. Sau nhiều năm khốn đốn, bình cảnh kết đan sơ kỳ rốt cuộc đã có dấu hiệu nới lỏng, mang lại cho lão một tia hy vọng. Điều này khiến Bạch Thạch vô cùng sung sướng. Đồng thời cảm thấy bản thân vô cùng may mắn mới có phúc duyên đi theo Hàn Lập trong thời gian ngắn. chương 79, phá vỡ không gian. Đêm khuya, vòm trời đen kịt, những ánh sao đêm ảm đạm dị thường, chỉ còn lại vòng tròn bắt đầu thất tinh giống như mặt trời tím bạc chiếu sáng rực rỡ. Cột sáng màu bạc tím to hơn trăm trượng từ trên phóng xuống nhanh chóng thu lại rồi biến mất. Một tiếng vang ầm ầm rất lớn, màn sáng hình cầu bao phủ ngọn núi bỗng nhiên bùng nổ. Vô số ánh bạc như những con đom đóm bay múa đầy trời, lan tỏa hơn nửa bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là chín tầng ngân hà rơi xuống nhân gian. Nhưng cảnh đẹp này cũng không duy trì lâu, sau một lát, ánh bạc như bị gọi về, nhanh chóng thu lại trên đỉnh núi tuyết, sau đó toàn bộ chui vào cơ thể thanh niên rồi chiếu dọi quanh người hắn. Người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập. Dù từng đợt ánh bạc mãnh liệt tuôn tới liên tiếp, Hàn Lập vẫn duy trì tư thế bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Không biết sau bao lâu, lông mi hắn run run, hai mắt bỗng nhiên mở ra để lộ lam mang lập lòe vô cùng trong suốt, thình lình chiếu ra ngàn vạn ánh sao. Sau một khắc, họ Hàn quát nhẹ một tiếng, phun ra một mảnh ánh bạc như sương mù, lập lè một lát, rồi dần dần biến mất trong không khí. Bảy điểm sáng xanh trên ngực bụng của hắn lóng lánh hào quang sáng rực. Huyền khiếu thứ bảy rút cuộc đã được ngưng tụ thành công. Ánh sáng bạc xung quanh người hắn cũng đang dần dần thu lại. Bên ngoài da thịt hắn có một tầng hơi mỏng, mờ mờ, bề mặt còn mơ hồ có từng sợi màu bạc nhạt, lưu quang di chuyển không ngừng. Cái này là biểu tượng của chân cực chi mô, chân cực chi khu. Khi bắt đầu tinh nguyên công đạt đến viên mãn, thân thể quả nhiên lập tức đạt được thành tựu như thế này. Hàn lập rất vui mừng, giơ cánh tay lên, đánh giá mảng sáng bao quanh người mình. Hắn phát hiện bản thân không cần tiêu hao pháp lực để duy trì nó, sờ vào hơi mát, cũng không có cảm giác kỳ lạ gì, giống như một phần của thân thể. Họ hàn khẽ động thần thức, màng sáng lập tức co rút lại, như dán trên da thịt. Một lúc sau, nó sáng lên rồi nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn dùng tâm niệm thúc dục, Màng sáng vừa nhập vào cơ thể lại lập tức hiện lên. Sau mấy lần thử nghiệm, Hàn Lập mừng rỡ không thôi vì việc thu thả chân cực chi mô rất tự nhiên. Đồng thời, hắn còn phát hiện thần thức của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Bây giờ luận riêng về lực lượng thần thức thì chân tiên bình thường còn xa mới bằng hắn. Đối với kế hoạch phản hồi tiên giới của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là tin tức vô cùng tốt. Đến tận bây giờ, dị động trong vòng ngàn dặm mới dần dần lắng xuống ngọn núi lửa bộc phát phun trào cũng dần dần ổn định mà ngừng lại. Chỉ có trận cháy rừng vẫn đang lan tỏa, không cách nào dập tắt trong chốc lát. Cách mấy trăm dặm, một đám tán tu đang lơ lửng trên không trung, nhìn về phía ngọn núi mà không biết nên làm gì. Tên thanh niên áo trắng bị toát mồ hôi thấm ướt lưng, cảm thấy mờ mịt, lẩm bẩm nói cái này là. Đã xong rồi sao, có lẽ vậy, mặt lão giả gầy gò lộ vẻ trần chờ, lưỡng lự nói. Lúc này trong gió tuyết, hàn lập không còn biểu lộ chút mừng rỡ nào ngược lại ánh mắt hắn trầm tính thân sắc có chút ngưng trọng chỉ hắn mới biết thử thách thực sự giờ mới bắt đầu vừa rồi ngay khi chân cực chi khu thành tựu lực bài xích của giới diện cũng đã xuất hiện giống như bóng với hình đã áp bách tới hắn hiện tại hắn cảm thấy không khí xung quanh đang lưu động lập tức trở nên nặng nề dường như cơ thể đang bị ngập trong vũng lầy đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn hắn cũng không lạ gì lực bài xích thời điểm phi thăng linh giới hắn đã cảm thụ qua nhưng lúc ấy do mải bận ứng phó lôi kiếp nên cũng không quá lưu ý. Hắn hít một hơi sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng truyền ra từng trận thanh âm chú ngữ. Một tiếng ô, ô, n, g vang lên, hơn 10 đạo hào quang xung quanh đồng thời sáng lên, từng dòng linh lực nồng đậm từ linh thạch trên đỉnh cột đá như suối chảy suối xả theo đường vân trên cột đá vào bên trong trận pháp. Phù văn trên mặt đất và trên cột đá lập tức tỏa sáng hào quang, rất nhanh hóa thành trận đồ quang văn màu bạc vô cùng tinh xảo và cực kỳ phức tạp. Trận này gọi là Giới Không Linh Văn Trận, đây là loại trận pháp không gian mà hắn tìm thấy trong một bộ trận pháp cổ tịch ở tàng kinh khác của cảnh nguyên quan. Tuy rằng trận này cũng không thể đạt đến trình độ phá vỡ không gian nhưng có thể loại bỏ bộ phận cách trở không gian. Đối với hắn như thế cũng đã là một trợ giúp đắc lực. Một tiếng ầm vang thật lớn, trong gió tuyết, hơn 10 cột sáng màu bạc đồng thời phóng lên trời, xuyên qua không trung, đâm vào mây đen. Khi cột sáng đâm vào, mây đen lập tức hóa thành một vòng xoáy to lớn hình đinh ốc, rồi nhanh chóng xoay tròn quanh các cột sáng, đồng thời cuốn lấy gió tuyết xung quanh điên cuồng chuyển động. Từng đạo lôi điện to lớn xuất hiện như những con dao long màu xám không ngừng vặn vẹo bốn phía, phát ra từng đợt âm thanh ù ù nặng nề. Đám tán tu ở xa xa xung quanh thấy tình hình này lập tức cả kinh, sợ lại có dị tượng phát sinh, vội vã bay ra ngoài ngàn dặm, mới tạm bớt lo sợ mà dừng lại. Trong trận lúc này, Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, hơn 10 đạo ô quang từ trong tay áo, thì ra là gần trăm chiếc tinh nguyệt bảo kính, bay đến bên trong cột sáng ở bốn phía. Trước đây để luyện chế tinh nguyệt bảo kính ẩn chứa chút ít pháp lực không gian, hắn đã tiêu hao hết không chỉ số âm thần thạch cất chữ trong thiên quỷ tông, hơn còn xài hết luôn cả số lấy được trong túi chữ vật của đồng nhân ác. Chỉ thấy các tinh nguyệt bảo kính bay vào bên trong cột sáng, lập tức theo hào quang bay thẳng lên, rồi chui vào bên trong mây đen. Tay hàn lập bấm động pháp quyết, miệng niệm một hồi, đột nhiên lam quang trong mắt lóe lên, liền hét lớn một tiếng phá, đùng đùng đùng, mấy chục tiếng nổ chấn động đất trời liên tiếp vang lên, vô số tinh quang màu bạc ở trên trời nổ tung ra, rồi kết thành một màn sáng màu bạc ở bên trong vòng xoáy mây đen. Lúc này, hào quang trên thân Hàn Lập sáng ngời, hắn bỗng nhiên nhảy lên, rồi phi thân chui vào bên trong màn sáng bạc đó. Bên trong vòng xoáy vô cùng hỗn độn, xung quanh đều tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt hàng trăm hàng ngàn kẽ nước không gian màu xám trắng hoặc dài hoặc ngắn hiện ra lộn xộn khắp nơi khiến miền sáng bạc trong tình trạng cực kỳ không ổn định ánh mắt hàn lập nhìn lướt qua chỉ thấy từ trong những kẽ nước thỉnh thoảng bay ra một lưỡi dao ánh sáng rất nhỏ màu xám trắng mây đen ở xung quanh vừa tiếp xúc lập tức bị lưỡi dao ánh sáng cắt vụn thậm chí cách đó không xa ngay cả một tia sét vừa thoáng hiện bị chém chúng lập tức hóa thành hai đoạn tiêu tán xung quanh mọi nơi lưỡi rào ánh sáng xám không ngừng thoáng hiện khiến vô số tinh quang kết thành miền sáng bạc cũng bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được diện tích miền ánh sáng bạc không ngừng thu nhỏ lại thấy thêm một mảng lớn của màn ánh sáng bạc một lần nữa bị mây đen nuốt hết hàn lập không trần trừ nữa miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ quanh thân tỏa ánh vàng rực rỡ cơ thể kịch liệt to lên biến thành một cử viên màu vàng cao vài chục trường. sau khi hắn hít một hơi sâu giữa hai đầu lông mày cử viên nứt một vết máu từ đó một đoàn khí đen bay vọt ra, một con mắt lập tức xuất hiện. Ở chỗ sâu trong đồng tử của con mắt lóe lên ánh sáng đen, từ đó bắn ra một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen vừa mới bắn ra, run lên kịch liệt, rồi bỗng nhiên biến thành một cột sáng đen kỳ to cỡ miệng bát. Cột sáng đen kịt lóe lên, rồi chui vào hư không biến mất, không thấy bóng dáng. Nhưng sau một khắc, ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang. Ngay sau đó, khắp bầu trời đều đột nhiên yên tĩnh, phảng phất giống như cả không gian đều bị đóng băng. Toàn bộ vòng xoáy mây đen cùng gió tuyết xung quanh đều dừng lại. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen, một bức tường ánh sáng màu xám trắng hình dáng kỳ quái, to không đến 10 trượng, có chút mơ hồ hiện ra. Trong mắt cự viên Lam Mang chấp lóe, hắn vừa nắm hai tay, đột nhiên hiện ra hai đạo ánh sáng bạc to như núi sáng chói tạo thành một đôi quyền giáp giữ tợn có gai xương màu trắng bọc lấy hai nắm đấm. Sau một tiếng giống to rung trời, pháp lực toàn thân cự viên phát ra ánh vàng nhẹ nhẹ rồi chạy theo cánh tay nhập vào bên trong quyền giáp màu bạc. Quyền giáp lập tức phát ra ánh bạc rực rỡ, phồng to lên gấp đôi. Cùng lúc đó, bảy điểm sáng màu lam ở ngực bụng Hàn Lập bỗng nhiên sáng rõ, toàn thân cơ bắp phồng lên lần nữa, hai cánh tay lại càng to lớn hơn. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay đánh một quyền vào bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một đoàn sáng bạc đột nhiên từ đầu quyền lao ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn thành một hư ảnh giao long màu bạc, to như một căn phòng, trực tiếp chui vào trong chỗ sâu của vòng xoáy. Một tiếng huỳnh huỳnh rất lớn, khắp bầu trời chấn động kịch liệt, ở chỗ sâu của vòng xoáy, trên bức tường ánh sáng màu xám trắng phát ra từng đợt ánh sáng như mặt kính bị phá vỡ, rồi từng khe nứt dày đặc như mạng nhện lan khắp toàn bộ mặt tường. Dù vậy, bức tường ánh sáng màu xám trắng vẫn không vỡ tan ra, ngược lại màn sáng bạc bị chấn động kịch liệt, bên trong ầm ầm nứt vỡ. Mây đen vốn đang tĩnh lặng lại điên cuồng chuyển động vô số kẽ nứt không gian dần dần mở rộng tụ tập tới phía cự viên. Cự viên do Hàn Lập biến thành thấy thế lập tức thi triển bộ pháp trong hư không, chấp động mấy cái liền xuất hiện quỷ mị ngay trước bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một lần nữa, pháp lực toàn thân hắn lại khởi phát. Hào quang trên cánh tay lưu chuyển, bộ lông màu vàng bỗng nhiên nổi lên lân phiến màu vàng, cơ bắp nhanh chóng phồng lên gấp đôi, bảy chỗ huyền khiếu trước ngực tỏa ánh sáng rực rỡ, phá thiên quyền giáp trên tay càng sáng chói một hư ảnh giao long màu bạc dần dần hiện lên, truyền ra từng tiếng rồng gầm nhẹ nhẹ. Phá cho ta, cự viên màu vàng hét ra tiếng người, vang như sấm, một quyền màu trắng đập tới bức tường ánh sáng. Một tiếng rầm rất lớn vâng lên, trên quyền giáp bên phải của cự viên, từng chiếc gai xương trắng bạc gãy thành từng khúc. Hư ảnh giao long cùng quyền giáp cùng lúc vỡ tung, chỉ thấy vòng ánh sáng bạc trên trời bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra vạn ánh hào quang sáng trói đến mức người ta không thể nhìn thẳng, rồi tách ra phủ chọn bức tường ánh sáng màu xám trắng vào bên trong. ngay sau đó, một tiếng choang thanh thúy giống như âm thanh của đồ sứ bị vỡ vang lên. bức tường ánh sáng màu xám trắng lập tức vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng cao chừng hơn một trường, lộ ra một mảnh không gian tối tăm, mờ mịt phía sau. cùng lúc đó, bên trong lỗ hổng truyền đến một cỗ chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt mà Hàn lập chưa bao giờ cảm nhận qua. ánh mắt của hắn chớp động liên hồi, ánh sáng vàng trên người lập tức lóe lên, biến lại thành hình người rồi chui vào bên trong lỗ hồng. Khi hắn vừa đi qua, hơn 10 cái nứt không gian cùng mây đen sau lưng liền nuốt chừng bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một lúc sau, hào quang trên cột sáng màu bạc thu lại, dần dần trở nên ảm đạm. Trên bầu trời, vòng xoáy cũng dần dần tán loạn, các cái nứt không gian xen lẫn trong đó cũng đã được lấp đầy. Trên đỉnh núi, tuyết lại rơi đầy trời, trừ tiếng gió gào thét thì mọi thứ lại trở về bình yên. Chương 80, bong bóng khí thần bí, trong tầm mắt của hắn, đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau chiếu rọi, điên cuồng khuấy động không theo một trật tự nào. Từng mảng lớn ánh sáng hội tụ với nhau cuốn tới theo các hướng, va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thỉnh thoảng còn có những cột hơi nước phun ra từ vết nứt không gian, ánh sáng cũng hiện lên từ trong đó. Trong khe nước truyền đến lực hút kinh người, phát ra âm thanh ô ô. Dù là tu sĩ đại thừa kỳ sở hữu tu vi thông thiên, hoặc là một số yêu thú đẳng cấp cao vốn có thân thể bất diệt chỉ hơi bất cần một chút nhất định đều bị thần hồn câu diệt, ngay đến chuyển thế luân hồi cũng không có cơ hội. Nơi đây chính là khoảng cách giữa hai giới diện, lúc này Hàn Lập giống như một người không biết bơi bị ném vào một vùng biển xa lạ với vô số sóng lớn. Mặc dù có thể đoán trước sẽ có nguy hiểm khi tiến vào khoảng cách giữa hai giới diện, nhưng hắn không nghĩ tới hoàn cảnh thực tế lại nguy hiểm đến như thế này không gian phong bạo tràn ngập bốn phía, mạnh hơn gấp bội so với không gian phong bạo khi hắn từ nhân giới phi thăng lên linh giới. Nếu hôm nay hắn không tu thành chân cực chi khu, và lại nuốt qua vô số linh tài cũng như tu luyện rất nhiều công pháp luyện thể, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt khi tiến vào đây đã bị nghiền thành bột phấn. Toàn thân hắn được một kiện giáp làm bằng xương trắng có phong cách cổ xưa bao phủ, cũng là món tụ tập nhiều thiên tài đại bảo nhất của linh hoàn giới. Thân thể hắn dựa vào bát bảo linh lung cốt giáp, ở giữa lực hấp dẫn của các khe nứt không gian vẫn có chút lung lay bất định. Hàn lập hít sâu một hơi, giáp xương phát ra bạch quang chói mắt, phía trên đoàn bạch quang biến thành một cái dù, đằng trước là một tấm thuẫn. Tất cả đồ án trên bảo giáp đều tỏa sáng, phát ra tiếng kêu gào sắc nhọn. Cây dù cùng tầm thuẫn do bảo giáp biến ra quay tròn xung quanh hàn lập. Mấy thứ này quay tít một vòng, đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một tầng bảo hộ như thực chất, bao phủ quanh thân thể hắn. Phong bảo hộ phát ra bạch quang trói mắt dường như có tác dụng ngăn cách chấn động không gian ở xung quanh. Thân hình Hàn Lập lúc này mới ổn định, hắn nhìn bảo giáp, nhẹ gật đầu hài lòng. Lúc trước luyện chế bát bảo linh lung cốt giáp chính để đối phó với không gian phong bạo ở bên trong không gian khoảng cách giữa hai giới diện. vì vậy tài liệu sử dụng đều có chút thuộc tính không gian, hôm nay quả nhiên không làm hắn thất vọng. Làm màng chấp động vài cái trong mắt hắn, sau đó thúc giục độn quang bay về phía trước. Phong bạo không gian vào tới một luồng sóng, nhưng đều bị bát bảo linh lung cốt giáp ngăn trở. Kết quả, sau một nén nhang, lông mày hàn lập lần nữa nhíu lại. Đã có bảo giáp hộ thể, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng tốc độ xuyên qua gió lốc không gian lại quá chậm, từ khi bắt đầu đến giờ chỉ sợ bay được hơn trăm dặm mà thôi. Nếu chỉ tiêu hao thời gian thì cũng không ngại, nơi đây dù sao cũng là tỏa độ không gian tiếp điểm yếu nhược, chậm rãi đi thẳng, một ngày nào đó sẽ tiến vào tiên giới. Nhưng hắn có thể cảm giác được, bảo giáp sau mỗi lần ngăn trở sóng phong bạo không gian lại mất đi một chút linh lực. Vốn muốn lưu lại chút ít khí lực để ứng phó với tình huống bất ngờ, xem ra không được rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thì Thào tự nói một câu. Sau một khắc, toàn thân hắn tản mát ra hào quang bảy màu, thoáng như ánh mặt trời lè loẹt lóa mắt. Một tiếng phượng gáy cao tận chín tầng trời vang lên, hắn quay tít một vòng, biến thành một đầu cự điểu dài hơn 10 trượng. Đúng là biến thân thiên phượng trong kinh chập thập nhị biến bát bảo linh lung cốt sáp tự động phân giải ra, hóa thành từng khối cốt phiến, dán tại các nơi trên thân thể của thiên phượng. Màn hào quang màu trắng không hề bị ảnh hưởng khi biến thân. Thiên phượng giang rộng hai cánh, hóa thành một đạo huyễn ảnh bảy màu, phi độn vô cùng nhanh chóng về phía trước, tốc độ nhanh gấp bội so với lúc trước. Một luồng sóng không gian phong bạo kéo tới từ bên cạnh, bất quá vừa va chạm với thân thể thiên phượng, lập tức bị hào quang bảy màu đẩy ra, những phong bạo kia tự động trượt qua, Chân linh thiên phượng có thiên phú điều khiển không gian chi lực, phi hành bên trong không gian phong bạo đúng là như cá gặp nước. Hàn lập lộ một tia hưng phấn trong mắt, thét dài một tiếng, lần nữa tăng tốc lên, xuyên thẳng qua vô số không gian phong bạo, nhanh chóng bay đi. Thời gian trôi đi từng chút một, khoảng cách giữa hai giới diện không có ngày đêm, nhưng mà ước chừng hắn đã bay đi được khoảng một ngày. Một ngày này, hắn nhiều lần gặp gian nguy, so với một năm bên ngoài thì dài rằng dặc. Không gian giữa hai giới diện không chỉ có không gian phong bạo, còn ẩn núp vài loại nguy hiểm bất ngờ, thậm chí còn có một số loại sinh linh cổ quái sinh sống, mấy lần tập kích hắn bất ngờ. May mà Hàn Lập có Minh Thanh Linh Mục sớm dò xét được, tăng thêm khả năng điều khiển lực lượng không gian của Thiên Phượng, hắn mới hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lúc này, hào quang bảy màu quanh người Thiên Phượng so với lúc đầu nhạt đi rất nhiều, trong mắt nó cũng hiện vẻ uể oải mệt mỏi. Thời gian dài duy trì biến thân, tiêu hao lực lượng của thân thể không nhỏ, bất quá điều khiến cho Hàn Lập lo lắng lại là bảo giáp trên thân mặt ngoài của áo giáp đã hiện từng vết dạn phòng bảo hộ màu trắng được hình thành xung quanh đã bị mỏng đi không ít còn lại không tới một phần ba khi mới hình thành sớm biết như thế cô nán lại một đoạn thời gian lại luyện chế thêm một vài kiện bảo vật hàn lập cười khổ trong lòng một tiếng cuối cùng bỏ qua ý niệm trong đầu dù sau bây giờ nói gì cũng đều đã muộn hắn hít một hơi thật sâu hào quang bảy màu ngoài thân lần nữa đại thịnh lại lần nữa tăng thêm tốc độ phi hành kết quả bay về phía trước không xa ánh mắt hắn chợt sáng ngời, nhẹ ổ lên một tiếng. Ở phía trước xuyên qua không gian phong bạo xuất hiện một chút bạch quang, tuy rằng yếu ớt, nhưng vững chắc bên trong phong bạo. Chẳng lẽ, Hàn Lập khẽ giật mình, trong lòng hiện lên một suy đoán, hắn tăng tốc độ độn quang lần nữa, nhanh chóng bay tới gần những điểm bạch quang. Càng tiến lại gần, bạch quang càng ngày càng sáng, một cỗ khí tức cao quý tản phát ra từ bên trong, dường như là một thánh địa, cao cao tại thượng, xa không thể với tới. Loại khí tức này hắn vẫn nhớ kỹ đúng là khí thức của tiên giới. Rốt cuộc, Hàn Lập kích động trong lòng, cũng thở vào một hơi dài. Tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm hắn chấn động tâm thần. Chỉ cần phản hồi tiên giới, hắn tự nhiên có biện pháp tìm ra tổ chức lớn đã ra lệnh truy nã bản thân, sau đó tìm nguồn gốc vì sao bản thân lại bị mất trí, trọng thương. Ồ, bay về phía trước một khoảng, Hàn Lập hơi ngẩn ra, phi độn chậm lại. Hắn thấy cách không xa, bên trong không gian loạn lưu, lơ lửng một quả cầu màu vàng có đường kính khoảng mấy trăm trượng nhìn như một bong bóng khí khổng lồ vậy cuồng phong không gian xung quanh đụng đến bong bóng khí lập tức bị bắn ra không thể gây hao tổn gì bên trong bong bóng thần bí không phải là không có vật gì có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật gì đó bên trong trong mắt hàn lập hiện lên một tầng lam mang ngưng thần nhìn lại rất nhanh sắc mặt hắn khẽ biến thành hơi trầm minh thanh linh mục của hắn vậy mà cũng không nhìn thấu được bong bóng bên trong có lực lượng quỷ dị ngăn cách tầm mắt của hắn trong lòng Hàn Lập nổi lên hiểu kỳ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Bong bóng khí này có chút quỷ dị, thiên phượng do Hàn Lập biến thành mở hai cánh ra, ngoặt qua bọt khi màu vàng, phi độn qua bên cạnh nó. Vào thời khắc này, không gian phong bạo xung quanh hắn chờ chấn động kịch liệt. Oanh, một lực lượng khổng lồ tuôn ra từ bên cạnh, hung hăng đập vào thân thể thiên phượng. Cái gì, Hàn Lập cả kinh, cỗ lực lượng này lớn vô vùng, có thể mạnh hơn một kích toàn lực của hắn. Thân thể thiên phượng bị đụng phải, Thân bất do kỳ đâm vào bề mặt của bong bóng khí, có thể đơn giản đẩy không gian phong bạo ra, khi va chạm với thiên phượng chẳng những không đem hắn bắn ra, ngược lại phốc suy một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn lại bị bong bóng nuốt vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, ngay sau đó hai cánh vỗ nhẹ vài cái, miễn cưỡng ổn định thân hình. Kết quả làm hắn giật mình khi quét mắt quan sát phía dưới. Nơi này là một thế giới màu vàng hết sức yên bình, không gian loạn lưu bên ngoài không hề ảnh hưởng tới trong này không gian tràn ngập tia sáng màu vàng, mà ở dưới lơ lửng một khối lục địa rộng mấy trăm dặm như một hòn đảo vậy. Nơi này, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, so với linh địa tốt nhất của linh hoàn giới còn đậm hơn gấp trăm lần. Trên bề mặt của lục địa rừng rậm xanh tươi, mỗi khỏa đại thụ thoạt nhìn tối thiểu cũng phải hơn nghìn năm tuổi thọ. Trong rừng các loại linh tài có rất nhiều, hơn nữa đều là hơn nghìn năm tuổi, thậm chí hơn vạn năm cũng không ít, hầu như tất cả hắn đều không nhận ra được. Toàn bộ lục địa nơi đây là một kho báu, hàn lập suy nghĩ một chút hào quang bảy màu trên thân lóe lên lần nữa trở về hình người lật tay lấy ra một viên đan dược màu xanh óng ánh ăn vào đan dược này tên là thiên tinh đan chính là đan dược của cảnh nguyên quan bí mật chế tạo được thu nạp bộ phận lực lượng tinh thần có tác dụng rất lớn với người tu luyện tiểu bắc đầu tinh nguyên công thiên tinh đan hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân mọi mệt mỏi của thân thể đều được xua tan nhanh chóng khôi phục hàn lập buông lỏng sắc mặt nhưng không tùy tiện đáp xuống đất mà lại thúc giục minh thanh linh mục bắt đầu đánh giá xung quanh hắn cảm giác cú va chạm vừa rồi có chút kỳ quặc tựa hồ là có người cố ý đẩy hắn vào đây kết quả vào lúc này từng tiếng gào thét chấn vang vạn giảm truyền đến từ bên dưới toàn bộ hòn đảo ù ù run lên một mảnh hoàng vân cực lớn dâng lên từ trong rừng rậm bay tới chỗ hàn lập nhanh như điện trong chớp mắt đã bay tới trước người hắn có thể chứng kiến một bóng cự nhân cực lớn ở bên trong hoàng vân Oanh, một nắm đấm cực lớn thỏ ra từ bên trong Hoàng Vân, mặt ngoài có làn da khô héo màu vàng, giống như rễ cây, thô giáp cực kỳ. Nắm đấm vừa xuất hiện đã mang theo một cỗ man lực đáng sợ không cách nào nói rõ được, đánh tới Hàn Lập. Nắm đấm chưa đến, hư không ở phụ cận đã nổi lên những gợn sóng. Đồng tử trong mắt Hàn Lập co lại, bảy điểm sáng trên bụng bỗng nhiên đại thịnh, tiểu bác đầu tinh nguyên công được toàn lực vận dụng. Toàn thân hắn mơ hồ như một ngôi sao, bảy đạo tinh quang vừa thô vừa to quấn quanh thân thể hắn, cũng đánh ra một quyền. Sau khi tu luyện viên mãn tiểu bắt đầu tinh nguyên công, mặc dù không biến thân, một quyền này ẩn chưa man lực có thể so sánh với một kích của Hoàng Cân Cự Nhân khi trước. Hai nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư không chung quanh bị bóp méo, sau đó bộc phát ra vô số sóng khí, trong nháy mắt tạo thành từng căn vòi rồng bay vụt ra xung quanh. Hàn lập bị cố cự lực chấn bay ra ngoài, bay ra hơn trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại được cự nhân bên trong Hoàng Vân cũng bị chấn động, lui lại về sau hai bước, sau đó mới đứng vững thân hình. Ngay sau đó, Hoàng Vân xung quanh cự nhân bị vòi rồng quét sạch, lộ ra thân ảnh bên trong. chương 81, cự nhân một mắt và nhân mã ba đầu. Hàn lập lắc mình một cái, màng ánh sáng màu bạc nhạt đang bao trùm cơ thể hơi lưu chuyển giúp hắn đứng vững trở lại. Một quyền của đối phương ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn có phần kinh sợ nhưng với năng lực phòng ngự kinh người của chân cực chi khu thì chỉ một quyền không thể khiến hắn bị thương hàn lập nheo mắt lại khi vừa liếc nhìn xuống dưới cách đó mấy trăm trượng là một cự nhân da vàng cao chừng hai ba trăm trượng toàn thân gã hiện đầy linh văn cổ xưa diện mạo vô cùng xấu xí mũi tẹt miệng rộng kỳ lạ nhất là gã không có hai mắt mà chỉ có một con mắt dựng dọc to lớn vẩn đục tối tăm mờ mịt nhìn gã khổng lồ có bộ dạng đần độn nhưng hàn lập mơ hồ cảm thấy được khí thức to lớn của chân tiên khiến khóe mắt hắn không khỏi giật giật Điều này không quan hệ gì đến tu vi nông sâu của đối phương mà hoàn toàn do hắn cảm nhận bằng trực giác. Gã khổng lồ một mắt thấy Hàn Lập tiếp được một quyền mà không có chút tổn thương nào liền ngẩn người ra, tựa như có chút bất ngờ. Sau đó, gã gầm lên giận dữ, một mảng màu vàng hiện quanh thân, rồi chạy như điên trên không trung phóng về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy liền lầm nhầm niệm chú, kim quang trên người nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ, nhoáng một cái đã biến thân thành kim mau cử viên cao hơn 10 trường. Đồ án của bảy vì tinh tú màu xanh hiện lên trên ngực bụng sáng lóng lánh, tản mát tinh quang cùng hòa lẫn với ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể khiến cho thân thể cự viên phồng lớn lên vài phần. Cự viên nắm năm ngón tay lại thành một nắm đấm lớn rồi vung cánh tay thô to đấm về phía tên khổng lồ một mắt đang bay đến. Hư không phía trước kịch liệt vặn vẹo, một quyền ảnh màu vàng mờ mờ, to như ngọn núi hiện ra sen lẫn tinh quang nhẹ nhẹ khiến quyền ảnh trông thật rõ. Tên khổng lồ gầm lên giận dữ, chân bước tới, nhanh như tia chớp đấm ra một quyền nghênh đón quyền ảnh màu vàng. Một tiếng nổ rầm rầm rung chuyển đất trời. Lúc này đây, thân thể to lớn của tên khổng lồ bị đánh bay ngược lại, giống như thiên thạch từ trên trời lao xuống, đập mạnh vào một ngọn đồi. Toàn bộ ngọn đồi lắc lư kịch liệt, bị lõm thành một cái hố to, bụi bay mù trời. Thân hình kim mao cử viên nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía trên hố to. Hai cánh tay cử viên vung lên mơ hồ, huyễn hóa ra vô số quyền ảnh màu vàng chồng chất lên nhau, chen chúc đánh xuống phía dưới. Tên khổng lồ một mắt khó khăn lắm mới nhảy lên được mặt đất, nhìn qua cũng không bị thương nhưng vẻ mặt gã tràn đầy tức giận, gầm nhẹ một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất. Bên ngoài thân gã thình lình hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị màu vàng, tản mát ra một tia sáng màu vàng óng ánh, còn nhanh chóng lan tràn ra mặt đất xung quanh. Tạch tạch tạch, tại chỗ mảng màu vàng óng ánh lan tràn, mặt đất vỡ vụn biến thành vô số hạt cát vàng óng ánh hoàng sắc tinh xa, rồi như có linh tính cuồn cuộn bay lên, quấn từng vòng quanh cơ thể của gã trong thời gian ngắn đã hình thành quanh cơ thể gã một bộ giáp cát vàng hoàng tinh xa khải giáp vô cùng cứng cỏi. Từng tiếng nổ liên tiếp như tiếng mưa rơi bỗng nhiên vang lên. Vô số quyền ảnh màu vàng ầm ầm lao đến cơ thể tên khổng lồ một mắt, tạo ra vầng sáng màu vàng rậm rạp, chẳng chịt bị vỡ vụn. Tinh xa khải giáp không hư hao chút nào, còn thân thể tên khổng lồ một mắt càng không bị chạm tới. Hàn lập biến thành kim mao cử viên thấy vậy, hơi ngẩn ra, thân hình đang dừng vội vàng bắn ngược lại. Tên khổng lồ một mắt nhìn lạnh về phía cự viên trên không trung, chân đạp mạnh xuống đất, linh văn màu vàng quanh thân gã lóe sáng. Một tiếng ô, ô, n, g, từng vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, trong thời gian ngắn bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Thân thể cự viên đang lùi chỉ cảm thấy bị trầm xuống, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng kéo xuống khiến hắn không thể đứng vững trên không trung mà từ từ rơi xuống. Điều khiển trọng lực, trong đầu hàn lập chợt nhớ tới. Nhưng trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này thì cự viên do hắn biến thành đã rơi rầm xuống đất, tiếp tục bị lún xuống. Loáng một cái, hai chân hắn đã lún sâu dưới mặt đất mấy trượng, vô số đá vụn bắn ra. Chỉ sau một khắc, thân hình tên khổng lồ một mắt đã tới, một cự quyền màu vàng mang khí thế long trời lở đất, không thể né tránh đánh về phía cự viên. Cự quyền tạo ra một luồng gió mãnh liệt như một thanh đao lớn màu trắng bạc kéo lê trong hư không. Hai tay kim mau cự viên đan chéo, trong nháy mắt lân phiến màu vàng dày đặc bao trùm cơ thể. Một tiếng ầm vang lên rất to, cự viên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ xuôi theo hai tay truyền đến toàn thân, thân thể rung mạnh rồi bị lún sâu đất xuống hơn một trường. Thân hình tên khổng lồ một mắt hơi rung lên, hai nắm đấm như mơ hồ tạo ra vô số quyền ảnh cực lớn như gió táp mưa rơi đánh tới cự viên. Cự viên như bị rơi vào đường cùng, hai tay chỉ có thể liên tục khua khoáng, kiệt lực chống đỡ. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy hiện nay thân thể hắn cứng cỏi, không sợ công kích của đối phương nhưng do bị trọng lực kéo xuống nên trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có cách nào thoát được thân hình hắn không ngừng lún xuống đến bây giờ hắn đã bị lún sâu xuống tận thắt lưng nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là đối phương sẽ chôn sống hắn dưới đất đúng lúc này đột nhiên dị biến xảy ra một chỗ trong hư không phía sau tên khổng lồ một mắt hơn trăm trượng chấn động một quái thú nửa người nửa ngựa cao hơn trăm trượng đột nhiên lặng lẽ nhảy ra toàn thân được bao quanh một luồng gió xanh toàn thân con thú này màu đen Nửa dưới là thân ngựa nhưng không có lông mà bao trùm một tầng lân phiến màu xanh dày đặc, nửa trên là thân thể của một nam tử cường tráng, ngạc nhiên nhất chính là vai y mọc ra ba cái đầu giống hệt nhau. Nhân mã vừa xuất hiện, thân hình còn trên không trung mà một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đã giơ lên, trong tay nắm một lôi giáo màu lam dài chừng 10 trượng ném về phía hậu tâm của tên khổng lồ một mắt. Trên lôi giáo, hồ quang điện màu lam như nước sôi điên cuồng nổi lên. Trên không trung hào quang lóe lên, lôi giáo liền đâm đến sau lưng tên khổng lồ. Tên khổng lồ vốn đang tập trung vào việc giao chiến với cự viên do Hàn Lập biến thành, lúc cảm nhận được sau lưng có biến cố muốn né tránh nhưng đã không kịp. Chỉ thấy miệng gã chợt quát một tiếng, linh văn quanh thân đồng thời sáng rực ánh vàng, mặt đất trong phạm vi vài dặm đột nhiên rung rung, hoàng sắc tinh xa trên mặt đất phía sau lưng gã đột nhiên bay lên, cuộn đan vào nhau hóa thành một bức tường cát màu nâu trắng cho gã. Một tiếng phập vang nhỏ, lôi giáo màu lam dễ dàng xuyên qua bức tường cát, đâm thẳng vào cơ thể tên khổng lồ một mắt sau đó chỉ nghe thấy một tiếng oanh rất lớn hào quang trên lôi giáo màu lam tỏa ra mãnh liệt vô số hồ quang điện bắn ra rồi nổ tung tên khổng lồ một mắt thét lên một tiếng vô cùng thê thảm tại một vị trí hơi chết lên trên bụng nổ tung thành một cái lỗ lớn từ miệng vết thương rất nhiều máu tươi màu nâu đỏ bắt tung tóe khắp nơi thân hình dị thú nửa người nửa ngựa lập tức lóe lên rồi hiện ra ở ngoài mấy trăm trượng phía sau trên ba cái mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng chỉ một lát sau liền cao lại bởi vì nó phát hiện lôi giáo không đâm vào trái tim của tên khổng lồ như dự tính mà lại xuyên vào vị trí trách lên trên bụng, dù cho nổ tung nhưng cũng không thể đoạt mạng đối phương. Thì ra khi lôi giáo đâm thủng bức tường cát, trong thoáng chốc cự nhân một mắt đã thông qua việc khống chế tinh sa nâng mặt đất lên mấy trượng nên dù rất khó khăn nhưng đã tránh được bị đâm vào chỗ hiểm. Nhưng dù như vậy cự nhân vẫn bị thương không nhẹ, giờ phút này khóe miệng gã phun đầy máu tươi, trên thân một mảng lớn tinh sa rất xuống, lộ ra từng khối thịt lốm đốm có hình dạng kỳ quái, khiến cho khi gã nhìn qua bức tường bị ăn mòn, mặt gã phẳng phất như là mặt một ông già tổn thương tinh thần sau khi trải qua một trận phong xương. Bởi vì tình huống bất thình lình này mà trọng lực xung quanh đột nhiên buông lỏng, cự viên do hàn lập biến thành ngay lập tức nhảy lên, lắc mình vài cái đã bay ra ngoài mấy trăm trường. Ánh mắt hắn đảo qua dị thú nửa người nửa ngựa thì đồng tử co rút lại. Dựa vào khí tức tỏa ra trên thân đối phương cùng với năng lực ẩn nấp đặc thù, họ hàn lờ mờ đoán được việc bản thân bị đẩy vào bóng khí sau đó rơi vào không gian này phân nửa liên quan tới nó. Hắn cũng chưa hành động vội vàng, mà tập trung nhìn về hai tên quái vật phía trước. Lúc này, dị thú nửa người nửa ngựa tung bốn vó nhảy lên, luồng gió quanh thân bốc lên thì thân hình bỗng nhiên phóng tới tên khổng lồ, hai tay một lần nữa ngưng tụ ra một cây lôi giáo, nhanh như chớp đâm về phía hậu tâm của tên khổng lồ. Trong mắt tên khổng lồ hiện lên vẻ tàn bạo, miệng thét lên một tiếng, hào quang trên mặt tỏa ra mãnh liệt vô số hoàng sắc tinh xa từ bốn phía tràn ngập khắp nơi rồi nhanh chóng tụ lại. khi dị thú nửa người nửa ngựa tiến gần thì trong nháy mắt hoàng sắc tinh xa hóa thành mấy trăm cái gai nhọn ố vàng đâm đến. tiếng xé gió mãnh liệt. sáu con mắt của dị thú nửa người nửa ngựa hiện lên vẻ kinh ngạc. ánh sáng màu xanh vòng quanh mặt tỏa sáng. lôi giáo trong tay quét ngang. vô số tia điện quang bắn ra. trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới lôi điện khổng lồ ngăn trước người. ken ken ken. gai nhọn màu vàng không ngừng đụng vào lưới điện màu lam tiếng nổ vang lên liên tiếp dị thú nửa người nửa ngựa bị cỗ lực lượng này đánh tới khiến thân thể liên tục bị lui xa trăm trượng còn sau một kích này tên khổng lồ một mắt cũng không chịu được hé miệng phun ra một ngụm máu tươi màu nâu đỏ trong mắt gã toát lên một tia phẫn nộ hận chí tăng thêm một vài phần gã cảnh giác liếc nhìn về phía kim mau cự viên do hàn lập biến thành thân hình khổng lồ hơi chút thay đổi lùi về phía sau hơn trăm trượng cùng với cự viên và dị thú nửa người nửa ngựa tạo thành thế chân vạc Tại cái lỗ trên bụng, một vòng xoáy lưu quang màu vàng đất từ từ hiện ra, xoay tròn bên trong, màu đỏ máu thịt ở xung quanh miệng vết thương dần dần chuyển thành đen, giống như nham thạch, tản mát hòa quang âm u. Không chỉ có thế, vòng xoáy lưu quang không ngừng xoay tròn thì diện tích màu đen của vết thương càng lúc càng lớn, giống như mặt hồ kết băng, nhanh chóng đem cái lỗ kia nhét vào. Hàn Lập thấy vậy, ánh sáng vàng trên thân lóe lên, cơ thể lập tức thu nhỏ lại biến thành hình người. Cổ tay hắn lật một cái bỗng nhiên xuất hiện một tấm phù màu tím mịt mờ, chính là thái nhất hóa thanh phù. Nương theo đạo ánh sáng tím vừa lóe lên, thân hình hắn dần dần trở nên mơ hồ không rõ, rồi biến mất ngay tại chỗ. Tên khổng lồ một mắt thấy thế hơi ngẩn ra, dị thú nửa người nửa ngựa thấy hàn lập đột nhiên mất tích, sáu con mắt quay tròn một vòng, đồng thời hiện ra một tia khác thường. Ngay sau đó, sáu mắt chuyển hướng, nhìn thẳng tên khổng lồ một mắt, ánh lên vẻ hung dữ. chương 82, Giao Phong, cự nhân một mắt cảm nhận được ánh nhìn bất thiện của dị thú nhân mã bèn mặc kệ hàn lập, lạnh lùng nửa ngồi xuống đất bày ra tư thế phòng thủ. Hai mắt trên đầu chính giữa của nhân mã chấp động điện mang. Lân phiến màu xanh trên người rực sáng lôi điện, từng đạo quang điện màu lam bắn ra, vần quanh người nó. Xoẹt, một thanh lôi kích xuất hiện trong tay nó, lôi điện quấn quanh thân kích, điện quang ngưng thực, kèm theo thật nhiều đường vân kỳ dị, thoạt nhìn giống như một kiện pháp bảo với uy năng to lớn, vượt xa trường mâu lôi điện lúc trước. Chỉ thấy đôi chân sau của nhân mã đạp mạnh xuống, thân hình bắn ra như sấm, trực tiếp nhào tới vị trí của cự nhân một mắt. Cự nhân quát khẽ một tiếng, chân trước đột nhiên dơ lên, dẫm mạnh xuống đất khiến cho đại địa lập tức chấn động. Vô số bụi mù sen lẫn tinh xa hoàng sắc bay lên giống như một vệt sáng vàng xoay tròn rơi xuống tay nó. Hoàng quang ngưng tụ, hóa thành trường côn dài gần trăm trượng. Cự nhân nắm chặt trường côn, thân côn lập tức nổi lên ánh vàng rực rỡ, phóng nhanh về trước, nghình đỡ lôi kích đang quét tới. Trong thoáng chốc, côn ảnh dày đặc đã che kín nửa phiến hư không, hoàn toàn bao phủ lôi kích vào giữa. Ầm ầm ầm, âm, âm thanh đi đùng vang lên liên tiếp, lôi kích với khí thế hung hãn đồng loạt vỡ vụn giữa côn ảnh, hóa thành điện mang màu lam lập lòe dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, côn ảnh dày đặc như tuyết rơi đột nhiên lộ ra một vết rách. Một thanh lôi kích bén nhọn từ đó phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu cự nhân. Nào ngờ cự nhân một mắt tựa như đã sớm dự liệu từ trước, lập tức thu côn khiến màn côn ảnh bao bọc quanh thân, đẩy văng lôi kích lôi kích xe thành một đạo vòng cung giữa không trung sau đó lần nữa đâm ngược về phía cự nhân. Trong lúc đó, hai tay nhân mã không ngừng kết ấn. Vô số lôi kích tựa như du long, vô thiên cái địa nhào tới cự nhân. Chỉ thấy giữa biển kích ảnh minh mông, vô số quang điện không ngừng nảy lên khiến cho không khí chuyển đến một mùi cháy khét. Cự nhân một mặt điều khiển hoàng côn tạo thành hoàng ảnh mịt mờ, tựa như côn bằng dương cánh, đón đỡ lam kích nhào tới. Trong lúc nhất thời, âm thanh đùng đùng núi liền không dứt. Hoàng quang, điện mang đan xen vào nhau rằng co không dứt, không chung thỉnh thoảng truyền đến từng trận ầm vang. Không phải là hoàng quang bỗng nhiên nứt vỡ thì là điện mang ầm ầm nổ tung. Từng vòng sóng khi cực lớn lan ra bốn phương tám hướng khiến cho hư không vặn vẹo chấn động một hồi. Trận chiến bao phủ một vùng cực lớn bên trong bóng khí, tựa như cuồng phong quét sạch bốn phía. Mặt ngoài của nó nổi lên từng đợt chấn động kịch liệt, giống như có thể thay đổi hình dạng bất cứ lúc nào. Hàn lập ẩn nấp thân hình đã sớm duy trì khoảng với hai quái vật khổng lồ kia chừng bốn năm trăm trượng tập trung quan sát kịch chiến trước mắt vốn dĩ hắn định thừa dịp chúng đang đánh nhau để âm thầm bỏ chạy rời khỏi bóng khí thần bí sau đó nhanh chóng trở lại tiên giới thế nhưng ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt hắn lại để lộ đôi chút do dự sau một hồi suy nghĩ họ hàn rốt cuộc quyết định không vội rời đi vô số tiếng nổ rằng có không biết bao lâu quang ảnh trên trời vốn dĩ cân sức ngang tài rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít thay đổi cự nhân một mức tựa như bị thương thế lúc trước ảnh hưởng. Thể lực dần dần không thể tiếp tục chống đỡ, tốc độ vung côn chậm đi vài phần. Ngược lại, dị thú nhân mã càng đánh càng hang, làm kích bắt đầu chiếm được chủ đông, dần dần lấn áp côn ảnh bên kia. Chỉ thấy giữa giữa ánh sáng hỗn loạn, bàn chân của cự nhân một mắt chợt bừng sáng hoàng quang. Nó quát lớn một tiếng, mặt đất dưới chân lập tức run lắc dữ dội, tinh xa bốc lên cuồn cuộn, lập tức hóa thành màn cát cao mấy trăm trượng, bốc thẳng lên trời chỉ thấy kích ảnh rợi trời bị màn cắt đánh trúng, lập tức tán loạn. Dị thú nhân mã dưới tình huống không kịp chuẩn bị, cũng bị màn cắt ngăn cách. Cự nhân một mắt thấy thế, vội vàng bỏ trốn. Ngay sau đó, màn cắt đại phóng hoàng quang, trở nên vô cùng ngưng thực. Ba đầu của dị thú nhân mã tỏ ra khinh thường sau đó đầu trái hơi nghiêng nhìn sang cùng một hướng với đầu giữa. Đôi mắt nó lập lè hào quang hai màu thanh, lam. Nơi ánh mắt giao hội, hư không lập tức sinh ra chấn động mãnh liệt. Từng sợi điện mang lăng không hiện ra, vô số phong nhận tương hỗ, ngưng kết, nhanh chóng ngưng tụ thành một lôi cầu hai màu lớn chừng 7, tám trượng. Lôi cầu lóe lên một chút sau đó bỗng nhiên tấn công màn cát màu vàng. Màn cát bị lôi cầu chạm phải, lập tức nghiêng về phía sau nhưng không tan vỡ như vậy mà vẫn cản trở công kích của đối phương. Nhưng vào lúc này, lôi cầu bộc phát hào quang chói mắt, đồng thời ầm ầm nổ mạnh. Một tiếng rung trời, từng đạo quang điện màu lam xuyên thẳng qua giống như dao long thạt nhỏ mang theo phong nhận sắc điên cuồng lan ra bốn phía, đánh thủng màn cát một lỗ hổng lớn chừng 10 trượng trong nháy mắt. Dị thú nhân mã khẽ nhoáng thân hình, xuyên qua màn cát, đuổi theo với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy được chừng mấy trăm trượng. Chỉ sau một khắc, nó chợt ngẩn ra, trên mảnh đất bằng phẳng trước mặt, nào có tung tích của cự nhân một mắt. Nhưng vừa lúc đó, tinh xa mịt mờ phía sau bỗng nhiên dâng lên như mặt trời kiêu ngạo, bộc phát quang mang chói mắt. Cự nhân một mắt theo đó hiện ra, khí tức có chút suy bại, gương mặt xấu xí lộ vẻ dữ tợn. Nó căn bản không hề chạy trốn mà chỉ thu liếm khí tức, trốn sau màn cát, dẫn dụ đối phương đuổi theo. Thứ đang phát sáng lúc này, chính con mắt đục ngầu trên đầu của nó. Dị thú nhân mã chợt cảm thấy không ổn, lập tức xoay người ném bay lôi kích về phía cự nhân. Gần như cùng lúc, độc nhãn của cự nhân lóe sáng hòa quang, từ đó bắn ra một đạo bạch quang. Trước khi chạm phải bạch quang, lôi kích bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích, sau đó thình lình xuất hiện trước người cự nhân một mắt, đâm xuyên qua ngực nó. Vô số quang điện bắn ra, theo lỗ máu lớn, chui ngược về sau. Hầu như đồng thời, bạch quang lóe lên, đánh lên thân thể dị thú nhân mã khiến nó như bị lực lượng kỳ dị nào đó bao phủ, không thể cử động mảy may. Pháp lực vận chuyển trong cơ thể thình lình trì trệ hơn trước trăm lần. Nghĩ đến đây, dị thú nhân mã không khỏi cảm thấy khẩn trương, dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực tổng cơ thể, ý đồ phá tan trói buộc quỷ dị. Chỉ tiếc, chấn động này nhìn như yếu ớt nhưng lại có chút quỷ dị. Dựa vào pháp lực sâu thẳm như vực của nó cũng không thể phá vỡ. Đúng vào lúc này, hư không phía sau chợt động, một đầu kim mau cử viên từ đâu nhảy ra, hai tay tỏa sáng rực rỡ, tấn công hai đầu của nhân mã với tốc độ nhanh như chất giật. Dị thú nhân mã kinh hãi, hai cái đầu còn lại co rụt lại như muốn trốn tránh. Đồng thời, gió lốc bao phủ bên ngoài cơ thể của nó bỗng nhiên rời đi, hóa thành phong long màu xanh đậm trông rất sống động, trên đầu mọc ra một cái sừng nhọn tấn công kim mao cử viên nào ngờ cử viên không hề có ý định trốn tránh cơ thể nổi lên một tầng mờ mờ màu bạc nhạt song quyền ầm ầm rơi xuống hai tiếng nổ vang dị thú nhân mã bởi vì động tác chậm đi quá nhiều không kịp né tránh cái đầu bên trái và ở giữa bị nắm đấm nện chúng lập tức vỡ vụn máu tươi lẫn với óc trắng với da lúc này phong long màu xanh cũng đã nhào tới trước người cử viên sừng nhọn trên đầu phát sáng rực rỡ vô số phù văn màu xanh hiện ra. Xoẹt, tầng bạc lờ mờ bị sừng nhọn đâm thủng, ngực của cử viên lập tức bị rạch một vệt thật dài, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Cự viên rên khẽ một tiếng tỏ vẻ đau đớn, một tay che chắn trước ngực, một tay vồ tới cái đầu còn lại của nhân mã. Dị thú nhân mã lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt lé hiện hắc quang, vô số phù văn hiện ra, vây quanh thân thể của nó. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình của nó lóe lên, thình lình biến mất tại chỗ cự viên vồ hụt lập tức không chút chậm trễ khuếch tán thần thức. Đồng thời, hai mắt của nó hiện lên một tầng lam quang kiểm tra xung quanh. Nào ngờ đồng thời sử dụng minh thanh linh mục và thần thức vẫn không tìm được tung tích của dị thú nhân mã, cứ như nó đã thật sự biến mất. Phong long màu xanh thừa cơ uốn lượn quanh người cự viên, để lại trên người nó thêm vài vết thương. Kim mau cự viên cuồng vũ hai tay, bảo vệ các nơi hiểm yếu. Lam mang trên mắt lóe lên, mi tâm nứt ra, hắc khí vọt ra hóa thành yêu mục đen kịt, chính là phá diệt pháp mục. Minh Thanh Linh Mục cùng phá diệt pháp mục đồng thời tỏa sáng rực rỡ, bắn ra ba đạo linh quang hai lam một đơ. Ba đạo linh quang tụ lại làm một giữa không chung, hóa thành quang cầu xanh đen lớn cỡ nắm tay, óng ánh long lanh, có chút kỳ lạ. chương 83, cái khó ló cái khôn, phá, kim mau cử viên há mồm phun ra một cỗ thanh hà vào trong quang cầu màu xanh đen khiến cho linh quang trên bề mặt quang cầu sáng ngời. Vô số phù văn hai màu xanh đen hiện lên, xoay tròn, một tiếng ô ô n g từ trong quang cầu từng tia sáng xanh đen bắn ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt đan thành một mạng lưới xanh đen khổng lồ bao trùm phạm vi vài dặm phương pháp trên là do trước kia hàn lập ngẫu nhiên tìm hiểu sử dụng thần thông minh thanh linh mục kết hợp với phá diệt pháp mục tuy nhiên khi sử dụng loại thần thông này thì pháp lực trong cơ thể hầu như bị hút sạch trong nháy mắt một chỗ trên tấm lưới xanh đen khổng lồ vừa hình thành đột nhiên nhấp nhô tựa hồ va chạm vào vật gì đó cự viên lập tức lắc người một cái hóa thành một đạo kim ảnh bỏ qua phong long màu xanh bay về phía đó với tốc độ nhanh như điện trước phong long màu xanh nổi giận gầm lên một tiếng đuổi sát theo sau thân hình cự viên như cơn gió trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ dị thường trên mạng lưới khổng lồ không chờ đến khi phong long theo kịp một bàn tay ánh vàng rực rỡ hung hăng vỗ xuống chỗ vật đang ngọ nguậy tìm đường ra hư không truyền đến một tiếng nổ lớn sóng gió nổi lên kịch liệt một mảng phù văn màu đen hiện ra sau đó tán loạn. Một bóng người rất lớn loạn trọng ngã ra, đúng là dị thú nhân mã, vẻ mặt của cái đầu còn sót lại cực kỳ sợ hãi. Nó chưa kịp có phản ứng gì thì lại bị một cự quyền lông lá khác có ánh vàng bao phủ đập xuống. Dị thú nhân mã dù động tác vẫn chậm chạp nhưng cũng vội vàng bắt chéo hai tay che chắn đầu mình. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cự viên truyền ra. Dị thú chỉ cảm thấy dường như bị cái rùi đâm mạnh vào đầu, hét thảm một tiếng, động tác lập tức cứng đờ. Trong nháy mắt, Nắm đấm vàng xuyên qua khoảng cách giữa hai tay dị thú đánh xuống cái đầu duy nhất còn lại. Bùm, cái đầu cuối cùng của con thú này lập tức nổ tung như quả dưa hấu. Thân thể cực lớn co quắp, rơi xuống đất. Phong Long màu xanh khó khăn lắm mới theo kịp cử viên định dùng sừng nhỏ đâm vào tim đối phương nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng, thân thể liền đứt thành từng khúc, tán loạn. Vù, một thanh ảnh trong cơ thể dị thú không đầu phóng ra. Ồ, oh, ánh mắt cử viên do Hàn Lập biến thành lóe lên, hắn kêu khẽ một tiếng. Thanh ảnh này được cơn lốc màu xanh bao bọc giống hệt dị thú nhân mã ba đầu, ngưng thực thành hình chứ không phải là thần hồn, thoạt nhìn giống với nguyên anh của tu sĩ. Một cái đầu của bản thể dị thú lóe lên hắc quang, hắc quang quanh thân cũng sáng rực nhanh chóng kéo theo tàn ảnh chui vào hư không, biến mất. Cự viên quát khẽ một tiếng, hắc quang giữa hai đầu lông mày lóe lên biến thành phá diệt pháp ngục. Con mắt khẽ dùng một cái liền bắn ra một sợi chỉ đen vô cùng nhỏ chui tọt vào trong hư không. Ở chỗ cách hơn trăm trượng trong hư không run lên, bản thể dị thú nhân mã loạn trọng hiện hình. Cả ba khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi, đột nhiên, khắp xung quanh bản thể dị thú lóe lên ngân quang. Từng sợi dây xích lửa bạc bổ răng khắp nơi, trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới lửa bạc cực lớn, chụp xuống chính giữa sau đó nhanh chóng thu lại. Đầu bên trái của bản thể dị thú lóe lên ánh sáng xanh, lập tức cơn gió màu xanh quanh thân thể quay tít hóa thành cơn lốc xoáy bảo vệ cơ thể bên trong khiến cho lưới lửa bạc không cách nào khép ngay lại được. Tuy nhiên, cự viên đã phá không bước đến cánh tay vừa vung một tiếng như băng vỡ vang lên một quyền nhanh như tia chớp đánh vào cơn lốc xoáy màu xanh ầm um, một cửa quyền phá không lao tới trong nháy mắt cơn lốc xoáy màu xanh bị phá tan dễ như trở bàn tay bản thể dị thú chỉ kịp kêu một tiếng thê lương thảm thiết sau một tiếng bụp liền bị nghiền nát như quả trứng gà lúc này toàn thân kim mau cự viên đẫm máu hơn phân nửa thân thể bị nhuộm đỏ nhưng thân hình bỗng nhiên lắc một cái không ngừng lại chút nào đánh về phía cự nhân một mắt đang nằm dưới đất cách đó không xa. Do bị dị thú nhân mã dùng lôi kích xuyên thủng trái tim nên cự nhân bị thương rất nặng. Tuy nhiên, sức sống của cự nhân lại vô cùng kiên cường nên vẫn có thể cầm cự đến giờ mà chưa vẫn lạc. Giờ phút này, tại lỗ máu trên ngực bị một tầng hoàng sắc tinh sa phủ lên, khí tức đang vô cùng yếu ớt, cử động dù nhẹ tựa như cũng có vấn đề. Khi thấy kim mau cự viên bay nhào đến, trên mặt cự nhân lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, hét lớn một tiếng mảng lớn hoàng sắc tinh xa từ bốn phía nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chiếc xa thuyền, miễn cưỡng đem thân thể bay đi, đồng thời con mắt giữa chán sáng lên bạch quang. Vèo, một chùm tia sáng trắng bắn ra, nhằm thẳng vào đầu kim mau cự viên. Cự viên do Hàn Lập biến thành khẽ dùng mình, mặc dù không biết Bạch Quang là thứ công kích gì nhưng nhớ lại lúc trước tình cảnh của dị thú sau khi bị nó đánh trúng nên hắn biết rõ tuyệt đối không được chạm phải thứ ấy. Dù đang cân nhắc nhưng trên thân hắn vẫn lóe lên ánh vàng, thân hình đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hình người. Cự nhân khẽ nhếch mép, bạch quang trong mắt chấp lên. Chùm tia sáng trắng run lên, như vật sống thay đổi phương hướng, tiếp tục vò tới phía Hàn Lập với tốc độ kinh người. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt, muốn lướt nhanh trốn tránh, nhưng đã không còn kịp. Trước một khắc ngay khi ánh sáng sắp chạm đến hắn thì cái khó ló cái khôn. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Hắn thò tay giật trưởng thiên bình đang đeo trên cổ rồi ném về phía chùm tia sáng trắng đang phóng tới. Một tình huống ngoài dự đoán xuất hiện ánh sáng trắng vừa mới chạm đến trường thiên bình lóe lên rồi chui vào trong đó như châu đất lao xuống biển mặt ngoài của tiểu bình không có chút phản ứng nào hàn lập thấy thế khẽ nhếch mép tiếp theo vui mừng ra mặt một tay khẽ vẫy thu tiểu bình lại nhưng cũng không xem xét mà tiếp tục phóng về phía cự nhân lúc này con mắt duy nhất của cự nhân mở chừng chừng hoàn toàn không thể tin nổi tình huống vừa rồi nhưng gã lập tức phục hồi lại tinh thần thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể rót vào thuyền hoàng tinh xa thuyền tỏa ánh vàng rực rỡ, tốc độ tăng vọt bay nhanh về nơi xa. Trên đường đuổi theo, Hàn Lập lại lần nữa hóa thân thành kim mau cử viên, gầm lên mãnh liệt. G, rào, một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên, lập tức, một cỗ hơi nước trắng mịt mờ như gợn sóng tuôn ra. Những nơi gợn sóng đi qua, hư không biến hình vặn vẹo, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phía trước với khoảng cách sóng âm xa như thế tất nhiên không cách nào tạo ra quá nhiều tổn thương đối với tên cự nhân da dày thịt béo nhưng lại khiến cho xa thuyền dưới cơ thể gã không thể nào chịu nổi, ầm ầm chấn vỡ. Thân hình cự nhân lập tức mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Lúc này ánh vàng lóe lên, kim mau cử viên phi thân tới, đột nhiên đấm lên một quyền thẳng tắp, đập thẳng vào đầu cự nhân phía trên. Bùm, đầu cự nhân hóa thành một mảng lớn màu đỏ trắng văng tung tóe. Vèo, một tia sáng vàng có chút ảm đạm từ trong cơ thể gã bắn ra, đúng là nguyên anh của cự nhân một mắt. Nơi nguyên anh vừa xuất hiện, phía trên lóe lên ngân quang. Một tấm lưới lửa bạc đón đầu phủ xuống, bao khỏa nguyên anh vào trong, rồi mãnh liệt thu lại. Vô số phù văn màu bạc bắn ra, kề sát trên thân nguyên anh rồi trong nháy mắt tạo thành một cái phong ấn màu bạc, khiến cho nguyên anh không thể động đậy, lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả những hành động trên diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng khiến nguyên anh của cự nhân còn chưa kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào thì đã bị rơi vào bẫy rồi. Gã không nghĩ tới là Hàn Lập muốn tránh vết xe đổ vừa nãy, cho nên trước đó đã thả ra tinh viêm hỏa điều, chỉ còn chờ đến lúc gã chui đầu vô lưới thôi. Bùng, thi thể cự nhân rơi xuống đất, Linh Văn toàn thân ảm đạm. Sau đó, thân hình khổng lồ lại biến thành như nham thạch, sau một hồi kết kết giòn vang, hóa thành vô số hoàng sắc tinh xa vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, con mắt tối tăm mờ mịt của gã vẫn không sao, còn đang lăn tròn trên mặt đất. Cách đó không xa, một đạo thanh ảnh từ từ hạ xuống, đúng là Hàn Lập đã trở lại hình người. Giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn lục sắc tiểu bình trong tay, ánh mắt bất định, tựa hồ suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, vung tay về phía trước, con mắt màu xám liền bị một cỗ hấp lực hút lại, rồi rơi vào tay hắn. Hiện tại, thoạt nhìn con mắt giống như một viên thạch châu bình thường không có chút khí tức nào. Tuy nhiên, nếu đã có thể bắn ra tia sáng có chứa pháp tắc thời gian thì hiển nhiên không phải vật tầm thường trong lòng hàn lập khẽ động ma xui quỷ khiến thế nào cầm con mắt chạm nhẹ một cái vào trường thiên bình một tiếng ken giòn vang tuy nhiên cả con mắt và trường thiên tiểu bình đều không có chút dị biến nào hắn thấy thế bèn lắc đầu cười cười lúc này hắn cũng không định làm gì nữa đeo lại lục sắc tiểu bình lên cổ và cất kỹ sau đó hắn tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc cẩn thận từng ly từng tí để con mắt vào trong đó rồi thu lại. Lúc này, ngọn lửa bạc phong bế nguyên anh của cự nhân 10 phần linh tính bay đến trước người hắn. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn nguyên anh của cự nhân, mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Quái nhân này có tu vi vượt xa đại thừa, có thể so với quái thú cấp chân tiên nên cuối cùng nguyên anh có tác dụng gì thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào xác định. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định là dù tại tiên giới thì cũng là thứ vô cùng quý giá. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến việc này. Tay áo hắn rung lên, lập tức quanh thân nguyên anh của cự nhân bị dán liên tiếp mấy cái phủ lục. Sau đó, hắn mới thu hồi tinh viêm hỏa điểu, rồi để nguyên anh vào một hộp gỗ, xong thu lại. Sau đó hắn đi đến thi thể dị thú nhân mã cách đó mấy trăm trượt, y như trước lại thu túi chữ vật vào trong tay. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi. Phe này kịch chiến, khiến hắn mệt mỏi không ít, cũng may có lo sợ nhưng không nguy hiểm dù bị thương ngoài ra không ít nhưng cũng không đáng lo. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện sau trận chiến hòn đảo nhỏ đã trở nên hoang tàn. Khắp nơi vô số cây cối gãy đổ, trên đại địa gồ ghề chỉ còn đầy những mảnh vụn. Có một vài chỗ ở xa hơn, không bị trận chiến ảnh hưởng đến, mới miễn cưỡng giữ được hình dáng ban đầu. Hai mắt hàn lập hơi khép lại, thả thần thức ra bao phủ toàn bộ khu vực lục địa trong nháy mắt. Sau một lát, lông mày hắn cao lại, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ, một lúc sau, thân hình khẽ động, lướt vào rừng sâu. Chương 84, phò tượng. Trong rừng rậm tĩnh mịch, rất nhiều cây cổ thụ đẹp và xanh um tươi tốt. Hàn Lập đi thẳng vào rừng, với kiến thức lịch duyệt của hắn vậy mà bây giờ trong lòng cũng dâng lên cảm giác chưa từng gặp qua, vô cùng kinh ngạc. Lọt vào trong tầm mắt là rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Thậm chí một số cực phẩm linh tài trăm năm khó gặp ở linh giới lúc này cũng có thể tùy ý tìm ra không những thế phần lớn không phải là cây ít năm mà đa số đều đã ngoài ngàn năm thậm chí còn có một vài cây vài vạn năm trở lên ngoài ra còn có một vài cây linh dược mà hắn không biết nhưng phần lớn ẩn chứa linh lực kinh người hoặc có mùi vị và vẻ ngoài kỳ lạ tất nhiên hắn không chút khách khí mong muốn sở hữu tất cả mặc dù khi vừa bước vào không gian bong bóng thần bí hắn đã dùng thần thức quét qua một lần nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn khiến trong lòng sợ hãi thán phục không thôi Hắn nghĩ thầm bản thân thật may mắn khi mới vừa rồi không vội vã rời đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, thân ảnh Hàn Lập dừng ở một khu vực tương đối rộng rãi trong rừng rậm. Nơi đây thưa thớt cây rừng, cũng không có linh dược sinh trưởng mà hiện lên vẻ hoang vu. Tại một chỗ cách hắn hơn trăm trượng là một huyệt động cực lớn rộng hơn trăm trượng, giống như là một bao tải khổng lồ. Cửa động tối đen như mực, Hàn Lập đứng tại chỗ, đánh giá qua mọi nơi, sau khi thấy không có dị thường, hắn mới đi đến trước huyệt động, nhìn vào bên trong huyệt động này không phải dốc thẳng đứng xuống, mà là dốc chéo vào lòng đất, kéo dài xuống dưới, bên trong không ngừng truyền ra tiếng gió ù ù. Mắt Hàn Lập chấp động ánh lam, nhanh chóng lướt nhìn vào bên trong huyệt động. Trong động lờ mờ có chút ẩm ướt, từ trên đỉnh động cùng hai bên vách đá đều có tiếng nước nhỏ xuống, dẫm lên mặt đất thấy rất xốp. Sau chừng một giờ đồng hồ từ lúc họ Hàn tiến vào, huyệt động đột nhiên chuyển hướng dốc xuống dưới. Hơn nữa, bốn phía thành động là nham thạch lại xuất hiện sen lẫn từng khối tinh thạch tản mát ánh sáng trắng le lói mới đầu thưa thất nhưng càng đi xuống tinh thạch ngày càng dày đặc dần dần chiếu sáng cả lối đi lại một giờ đồng hồ tiếp tục đi hắn rốt cuộc đã tới cuối huyệt động hiện ra một cái cống phía dưới là một khu vực rộng lớn có phạm vi mấy trăm trượng phía trên miệng cống phủ đầy tinh thạch phát ra hào quang màu trắng lành lạnh khiến cả huyệt động bừng sáng dưới đáy cống có tiếng nước chảy róc rách đúng là có một mạch nước ngầm chảy qua đã tích thành một hồ nước nhỏ ở chỗ này. Xung quanh hồ nước là một vùng đất cát được tạo thành từ tinh sa vàng óng. Ánh sáng trắng hòa lẫn với gợn sóng trên mặt hồ khiến bốn phía thành động hiện lên những gợn sóng ánh sáng lăn tăn tạo nên vẻ đẹp yêu dị. Lúc này, Hàn Lập cũng không có tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đẹp. Ánh mắt hắn một mực tập trung tại chính giữa cống, nơi có một khối đá cực lớn nhô lên trên mặt hồ. Bề mặt phẳng trên khối đá rộng ước chừng hơn 30 trượng, một cái cây kỳ dị, cao chừng 10 trượng mọc lên. Thân cây gần giống với cây đào trên Trần Thế nhưng hoàn toàn trụi lủi, không mọc ra lá cây nào. Tuy nhiên, trên cành lại mọc ra các trái cây giống trái đào. Hàn Lập nhảy xuống, tới gần gốc cây, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá cây này. Hắn phát hiện trên bề mặt thân cây có phân bố các đường vân huyền diệu chưa bao giờ thấy qua, không phải do được khắc lên mà giống như được sinh ra một cách tự nhiên. Trái cây còn đặc biệt kỳ lạ hơn, bề mặt dày đặc đường vân uốn éo tạo ra hình thù cổ quái phảng phất như mặt người lần lượt có hình như mặt lão già trên 80 tuổi, như hài nhi mới sinh, rồi lại giống như là phu nhân trung niên. Tất cả các hình thù đều không giống nhau, nhưng mà mặc kệ đường vân thế nào, những hình người trên bề mặt trái đảo đều không ngoại lệ, tản mát ra từng cỗ nguyên khí kinh người, chứa đựng thuộc tính thổ. Lúc trước cũng vì phát hiện ra cỗ nguyên khí này nên hắn mới bị hấp dẫn đến nơi đây. Hàn lập sờ cầm, trên mặt như nghĩ tới một cái gì đó, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ không gian bong bóng thần bí này vốn thuộc về cự nhân một mắt nhưng dị thú nhân mã chính vì gốc cây đào kỳ dị này mà không tiếc thân đánh một trận sống chết tuy rằng hắn không cách nào nhận ra lai lịch cây này cùng những trái đào nhưng có thể khẳng định khiến cho hai quái thú có tu vi có thể so với cấp bậc chân tiên đánh nhau tuyệt không đơn giản chắn hẳn phải là một thiên địa linh bảo không biết tên nào đó nhưng điều này đã không còn trọng yếu vì hiện giờ tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về một mình hắn sở hữu rồi tiên giới trên không trung tại một sơn mạch không biết tên, mây đen che kín, cuồng phong gào thét cùng với tuyết đang không ngừng rơi xuống, cuốn bay đầy trời. Cả trời đất đều tối tăm mờ mịt, trên sơn mạch có hơn 10 ngọn núi, dưới sườn núi còn có thể nhìn thấy cây cối lẻ tẻ bị phủ một lớp tuyết thật dày biến thành mảnh trắng như tuyết mọc lên, hoàn toàn bị đóng băng. Giữa trời đất, ngoại trừ tiếng cuồng phong gào rít giận dữ, chính là tiếng tuyết tuôn rơi xuống đất. Trừ những thứ đó ra thì không còn động tĩnh nào khác, càng không thấy bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Thế nhưng vào lúc này, tại chỗ sâu trong lòng ngọn núi cao lớn nhất, chợt có một đạo thanh âm sắc nhọn của phụ nữ xuyên qua tầng tầng lớp tuyết, không chút nào bị ảnh hưởng của cuồng phong truyền ra. Là ai, là ai lớn gan như vậy, dám giết linh sủng của ta? Bất luận là người nào, ta sẽ tìm ra người đem bầm thây vạn đoạt, giúp thần hồn trấn áp dưới núi này, cho người mãi mãi không được luân hồi. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ, truyền ra lay động cả cuồng phong khiến bên trong núi tuyết đều chấn động, run lên vô số khối tuyết cực lớn không biết được tích lũy từ bao nhiêu năm tháng nứt, gãy ra, rồi từ trên vách đá dựng đứng rào rào rơi xuống, cuốn theo vô vàn tuyết đọc, lao ầm ầm xuống dưới núi, vang lên thanh âm bùm bùm giống như chống trận. Tai một vùng xanh thảm trong hải vực của Bắc Hàn Tiên vực. Một vòng tròn ánh sáng mặt trời tỏa ra trên bầu trời lồng lộng, như bầu trời quang đãng sau cơn mưa, từng đám mây trắng mỏng bay lững lờ. Trên mặt biển, gió thổi nhẹ nhẹ, từng trận thủy triều không ngừng dâng lên êm đềm. Trên mặt biển sóng vỗ dì rào, có một hòn đảo màu đen rộng mấy ngàn dặm. Ranh giới tiếp giáp với biển bị vô số đá ngầm màu đen hình thù kỳ quái bám vào, hình dáng không theo bất cứ quy tắc nào. Nhưng từ trên cao quan sát, hình dạng của đám đá ngầm này lại giống như một tán lá cây vô cùng lớn. Tại một bến cảng phía bắc hòn đảo, giờ phút này có rất nhiều đội thuyền thả neo nhưng trên bờ lại vắng teo, không có ai. Từ bến cảng đi vào đảo là một con đường đá xanh rộng rãi, kéo dài một mạch tiến vào rừng rậm. Cuối con đường là một thôn xóm có kiến trúc mang phong cách cổ xưa, thấp thoáng ở giữa có cây cổ thụ cao lớn như che trời. Giờ phút này, bên trong thôn xóm ánh lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn tỏa ra. Tiếng la hét sung trời liên tiếp, không ngừng từ các nơi chuyển đến, hào quang pháp bảo tràn ngập, trong không khí nồng nặc mùi máu. Tại một vùng hỗn độn, đổ nát thê lương ở bên trong, gần nghìn tu sĩ đang chém giết hỗn loạn, mơ hồ phân thành hai phe. Số lượng hai bên thoạt nhìn không hơn kém nhau nhiều. Trong đó, một bên tu sĩ dường như không phải là nhân tộc. Từng tên có thân hình cao lớn, răng nanh, da xanh, phần lớn tay cầm pháp bảo binh khí là trùy bổng, bao trùm quanh thân là một tầng quang mang màu trắng. Ngoài ra, trong đám này còn có một ít tu sĩ dị tộc mặc áo giáp màu vàng, cao lớn như chiến sĩ nanh sói, tay cầm đại bổng. Toàn thân chúng vàng như nến, thoạt nhìn không giống người sống mà phảng phất như tượng sáp. Tu sĩ ở bên kia thì phần lớn là nhân tộc, có một ít binh sĩ cổ quái mặc áo giáp màu huyết hồng, những binh sĩ mặc huyết giáp có màu da giống màu áo giáp, mặt mũi chất phác, khi giao chiến cũng không biểu lộ cảm xúc, thoạt nhìn như là cỗ khôi lỗi. Tại một điểm trên cao, một tên binh sĩ huyết giáp cầm trường mâu màu huyết hồng nhảy xuống, chạy như điên lên phía trước rồi mãnh mẽ, mẽ đâm vào một tên chiến binh màu vàng. Mũi thương của huyết mâu đâm tới, một vòng xoáy màu máu bỗng nhiên nổ bung, vô số tia máu bắn ra. Một tiếng oanh vang lên, lồng ngược tên chiến binh màu vàng nổ tung tạo thành một lỗ thủng lớn như cái vạc, nước màu vàng xác không ngừng chảy ra. Thân hình gã không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng sau một khắc, hai chân gã hơi co, nhanh như điện nhảy lên, tay đột nhiên vung lang nha bổng liền hiện ra vô số bổng ảnh hóa thành một vòi rồng màu vàng to lớn, cuốn thẳng đến binh sĩ huyết giáp. Bụp, binh sĩ huyết giáp không kịp đề phòng, thủ cấp lập tức nổ tung, nhưng vào thời khắc cuối cùng, trường mâu trong tay mãnh liệt ném ra, hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp đâm xuyên qua đầu chiến binh màu vàng. Hai tên hầu như đồng thời ngã xuống đất, một tên hóa thành một vũng máu loáng, tên kia tức thì biến thành một vũng nước sáp. Ở một chỗ khác, trên một bức tường thành đột nhiên quỷ dị lóe lên hiện ra thân ảnh một lão giả ục ịch, tay cầm một bình ngọc màu máu, miệng bình úp xuống, hướng đến bên ngoài hơn 10 trượt, nơi một tên binh sĩ đang đuổi giết một tên tu sĩ dị tộc khác. Tay lão giả vỗ nhẹ vào đáy bình, miệng bình lóe lên huyết quang, tơ máu rậm rạp chằng chịt phun ra, đan vào nhau, quấn thành một cột sáng màu máu, im hơi lặng tiếng vọt thẳng tới hậu tâm tên dị tộc một màn quỷ dị xuất hiện, cột sáng màu máu hơi chạm đến tầng bạch quang bên ngoài thân dị tộc, lập tức dừng một chút, dù chưa hoàn toàn triệt tiêu, thế nhưng uy lực tựa hồ như trong nháy mắt giảm ba phần. Huyệt, tên dị tộc tuy bị đánh ngã loạn choạng, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, nhưng căn bản như không chờ cơn đau đến, y xoay người một cái, giống lên giận dữ phóng về phía lão giả. Tình cảnh tương tự ở các nơi trong thôn cứ thế diễn ra. Bất luận là chiến binh màu vàng hay là binh sĩ huyết giáp, lúc chém giết đều dũng mãnh dị thường, rất hung hãn không sợ chết, khí thế như bất chấp ngọc nát đá tan. Tuy nhiên vì số lượng tương đương, thực lực cũng không kém bao nhiêu, tự nhiên chưa cách nào phân định thắng thua. Bên tu sĩ dị tộc vì có bạch quang quỷ dị che chở trên thân, thế nên uy năng của bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào đánh lên người đều yếu đi ba phần. Trên chiến trường, chúng rất nhanh chiếm được thế thượng phong, bức bách tu sĩ nhân tộc không ngừng lùi lại, hội tụ dần về phía trung tâm thôn xóm. Cùng lúc đó, trên một quảng trường đá trắng tại trung tâm thôn xóm, mười mấy người mặc áo khoác đen yên lặng bao quanh một pho tượng đang ngồi khoanh chân khổng lồ nhưng miệng họ lẩm nhẩm chú ngữ cổ quái khó hiểu. Những người này gồm cả nam, nữ, lão ấu, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt. Từng người một kéo tay áo lên, để lộ cánh tay trước người. Khi cổ tay từng người bọn họ vung lên thì đều có một tơ máu mảnh khảnh tuôn ra. Từng giọt máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống mặt đất trước người. Trên mặt đất, có các rãnh được khắc sâu nửa chỉ, kết nối với nhau tạo thành một đồ văn trận pháp tương đối phức tạp, liên thông giữa chỗ này và pho tượng. Pho tượng cao chừng 10 trượng, được điêu khắc theo hình ảnh một thanh niên nho sinh, đầu đội khăn chít, tay cầm quyển sách, mắt hướng về phương xa. Nếu Hàn Lập ở đây thì sẽ rất kinh ngạc vì năm bộ phận trên khuôn mặt của pho tượng này thì có đến 3 bộ phận cực kỳ giống hắn, còn về kích thước cơ thể thì rõ ràng cao lớn hơn so với Hàn Lập. Đứng trước pho tượng là một lão giả tóc trắng khoác trường bào màu xám. Hai tay lão giao nhau ôm lấy hai vai, vẻ mặt tràn đầy thành kính, hướng về phía pho tượng cầu khấn. Tổ thần vĩ đại, kính mong lắng nghe lời triệu hoán của bề tôi trung thành trong huyết mạch, xin người hãy hàng lâm. chương 85, Tổ thần, các rãnh trên mặt đất xung quanh pho tượng nam tử trẻ tuổi sớm đã lấp đầy máu tươi. Tất cả huyết dịch như những dòng nước nhỏ tụ tập phía dưới pho tượng. Nương theo thanh âm run rẩy của lão giả tóc trắng, tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt mặt ngoài pho tượng cũng dần phồng lên, xẹp xuống. Tại chỗ vạt áo bảo rủ xuống, một vòng xoáy màu máu xoay tròn không thôi và truyền ra từng trận sóng âm kỳ dị ông một tiếng dị hưởng trong vòng xoáy màu máu lóe lên quang mang một binh sĩ huyết giáp hiện ra ánh mắt chất phác nhìn ra bốn phía rồi thân hình phóng lên cao trực tiếp bay đến chiến trường ở phía ngoài quảng trường một lát sau trong vòng xoáy màu máu lại lóe lên quang mang lại có một binh sĩ huyết giáp nữ hiện ra rồi tham gia vào trận chém giết bên ngoài đúng lúc này một nữ đồng áo khoác đen đang ngồi xếp bằng ở xung quanh đột nhiên lắc lư thân hình rồi nghiêng ngả ngã xuống sắc mặt nữ đồng trắng bệch như tờ giấy ngay cả môi cũng vô cùng nhợt nhạt, nhưng chỗ vết rách ở cổ tay lại không có nửa giọt máu tươi nào chảy ra. Lão già tóc trắng thấy thế, lộ vẻ bất nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất phất tay. Trong hơn 10 người phục vụ lập tức có một tên đại hán áo vải đi ra phía trước, bế nữ đồng xuống dưới, rồi lấy ra một đan dược màu đỏ cho uống. Tại vị trí nữ đồng bỏ trống rất nhanh có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm đi đến điền vào. Thiếu nữ nhìn có vẻ nhát gan nhưng không có chút nào trì hoãn, bó gối ngồi xuống. Cũng như những người khác, nàng kéo ống tay áo bên trái lên, rút ra một thanh tiểu đao sáng loáng dí vào cổ tay. Nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, răng khẽ cắn bờ môi, rồi ấn tiểu đao cắt xuống. Một tơ máu bắt mắt lập tức nổi lên, một dòng máu đỏ sẫm như chuỗi chân châu đỏ chảy xuống. Tế đàn nơi đây mặc dù toàn lực vận hành, cứ qua một lúc lại có binh sĩ huyết giáp sinh ra rồi tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thế thất bại của nhân tộc được. Cũng không lâu sau, tiếng la hét kịch liệt ngày càng gần. Trên quảng trường, sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Trên quảng trường, tế đàn này lấy pho tướng thanh niên làm trung tâm pháp trận, được truyền thừa trong bộ tộc này, một khi bị dị tộc công hãm, pho tượng tổ thần bị hủy thì xem như là bị diệt tộc. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc bị dị tộc từ bốn phương tám hướng buộc lùi sát bên ngoài quảng trường, hình thành một vòng phòng ngự, sắp rơi vào cảnh chó cùng rứt dậu Từ trên trời cao không ngừng truyền đến tiếng nổ rất to. Mấy đám hồng quang va chạm kịch liệt, hiện ra hơn 10 bóng người. Trong đó 6 người là dị tộc da xanh có mặt mũi dữ tợn mắt lộ rõ vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt, răng nanh thì lóe hàn quang lạnh thấu xương. Dáng ngòi dị tộc da xanh vốn cao lớn, vậy mà tên nam tử áo tím cầm đầu bọn chúng so với đồng tộc còn cao hơn hai cái đầu, nhìn phảng phất như một tòa tháp đứng sừng sững ở giữa không trung. Khí tức trên thân y vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một tên tu sĩ đại thừa kỳ năm tên dị tộc đi theo sau lưng y đều có tu vi hợp thể trung hậu kỳ. Trên thân bọn chúng cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, nhưng so với dị tộc bình thường thì rõ nét hơn rất nhiều. Cách đó không xa là năm vị tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ một nam tử nho nhã nhưng hơi béo mặc áo xanh có tu vi hợp thể hậu kỳ. Còn mấy người khác thì chẳng qua là hợp thể sơ kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ của những tên kia. Nguy cơ diệt tộc đến gần khiến giờ phút này trong lòng nam tử nho nhã có nỗi khổ không nói được lên lời chỉ có thể liếc nhìn pho tượng khổng lồ trên quảng trường âm thầm cắn răng nhưng vào lúc này đột nhiên dị biến xảy ra một đoàn bạch quang sáng tỏ đột nhiên hiện ra ở phía trước đám người nam tử nho nhã như ánh mặt trời rồi ầm ầm nổ tung vô số tia sáng bắn ra lập tức như nuốt sống cả đám rầm 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 một cỗ khí lãng vô cùng cường đại từ trung tâm vụ nổ tỏa ra lập tức tạo thành vòi rồng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng chỉ thấy mấy thân ảnh mơ hồ đột nhiên từ trong bạch quang nhanh chóng bắn ra rơi xuống phía quảng trường. Một tiếng oanh vang lên rất lớn, mặt đất dọc theo quảng trường nứt vỡ, lập tức lún xuống dưới một hố to sâu tới hơn 10 trường. Nhưng rất nhanh, từ trong hố có mấy đạo hồng quang bay ra, hiện ra thân ảnh mấy vị tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này áo quần cả đám đều rách nát, khí thức thì đại loạn. Mà mặt vị nam tử nho nhã như tờ giấy vàng, tay nắm tấm khiên có huyết văn bị tàn phá, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Vừa rồi đúng là gã kiệt lực xuất thủ mới bảo đảm an toàn cho cả đám nên không có người nào mất mạng, nhưng chính gã lại phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tộc trưởng, nhân tộc xung quanh thấy thế, vô cùng kinh hoàng, nhao nhao kêu lên. Nam tử nho nhã dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe miệng, rồi khoát tay về phía đám người ra hiệu mình không sao. Gã ngửa đầu nhìn không chung, thấy những tên dị tộc kia không có lập tức đuổi theo, liền bước đến chỗ pho tượng, dùng ánh mắt hỏi lão giả tóc trắng. Lão giả lắc đầu, thần sắc đau thương nói tổ thần vẫn không hề đáp lại nam tử nho nhã cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói tổ thần đại nhân chẳng lẽ ngài thật muốn vứt bỏ con dân của ngài vứt bỏ tôi tớ của ngài sao đúng lúc này tên dị tộc áo bảo tím dẫn mấy tên cùng tộc bay vào quảng trường ở trên không y cười lớn nói ha 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 lạc phong đến bây giờ các ngươi vẫn còn cầu xin cái tên tổ thần vô dụng kia sao không bằng thay đổi chuyển sang thờ phụng tổ thần của hàn tinh tộc chúng ta đồ cáp người đừng ăn nói tùy tiện năm đó tổ thần các ngươi cũng chỉ là bại tướng của tổ thần ô mông đảo chúng ta mà thôi nam tử nho nhã nổi giận nói hắc hắc khuất nhục nhất thời năm đó đáng gì cái đó gọi là thắng làm vua thua làm giặc hiện nay tổ thần chúng ta vẫn che chở bản tộc như trước không có gì bất lợi không như các ngươi đâu thử hỏi tổ thần các ngươi từ vạn năm trước khi bị thương nặng ngủ say đã từng thức tỉnh lại chưa chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất rồi Tên dị tộc áo bào tím đồ cắp chỉ chỉ bạch quang trên người mình, vừa nhìn về phía pho tượng tỏ vẻ xem thường rồi nói. Lạc Phong nghe vậy cũng im lặng, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không phản bác được, bởi vì điều đối phương nói cũng không có gì là không đúng. Gần vạn năm qua, tổ thần của họ vẫn luôn ở trong trạng thái mê man, cơ hồ đã không có liên hệ cùng tộc nhân, nhất là gần ngàn năm gần đây, càng là không có phản ứng chút nào đối với sự kêu gọi của bọn họ. Lần này đại địch mới bắt đầu xâm lấn, những người này đã kiên trì dựa vào tinh huyết tộc nhân để cố gắng đánh thức tổ thần nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm hồi âm mặc dù còn có thể thông qua pho tượng do tổ thần lưu lại gọi ra một ít binh sĩ bảo vệ nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút căn bản không thể thay đổi đại cục lạc phong chỉ dựa vào việc triệu hoán ra binh sĩ huyết giáp mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta quả thực là si tâm vọng tưởng nếu còn không ngoan ngoãn đầu hàng ta sẽ đổ sát toàn tộc các ngươi đồ cáp đột nhiên đề cao ngữ điệu nghiêm giọng quát vừa dứt lời y vung tay lên hàn tinh tộc xung quanh ùa lên thế công lập tức mãnh liệt gấp bội bên ô mông đảo cơ bản đã ở vào thế yếu giờ phút này càng tràn ngập thêm nguy hiểm vài chỗ phòng tuyến bị công phá có thể thấy địch nhân sắp đánh vào đại sảnh thân thể lạc phong run rẩy sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng có chút tuyệt vọng vào thời khắc này một trận ô ô trầm thấp không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến pho tượng màu xanh chợt chấn động phát ra âm thanh ùng ùng. Sau đó pho tượng tản mát ra ánh sáng màu đen vô cùng lóa mắt, càng ngày càng sáng. Đây là tổ thần, tổ thần hiển linh, ở khoảng cách gần tế đàn nhất, lão giả tóc trắng phát hiện dị biến đầu tiên, đại hỉ hô. Đám người bên ô mông đảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nghe được lời của lão giả, lập tức đều lộ vẻ vui mừng như điên, sĩ khí tăng vọt, phòng tuyến lúc đầu sắp sụp đổ lại có một tia dấu hiệu ổn định. Thần tình tiến công của hàn tinh tộc hoàn toàn trái ngược, trong lòng chúng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu tổ thần đối phương thật sự có thể hiển linh, cho dù là tộc trưởng đại thừa kỳ của chúng căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có khả năng, ánh mắt tên tộc trưởng đồ cáp gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng phía dưới, không dám tin tưởng kêu lên. Pho tượng tán phát quang mang càng ngày càng sáng, sau đó bỗng nhiên lóe lên, cả tòa pho tượng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng quang mang lớn, đen như mực. Hắc quang lóe lên vài cái rồi hóa thành một vòng xoáy màu đen lớn mấy chục trượng. Trong vòng xoáy, từng đạo hồ quang điện đen kịt chấp động, xé rách hư không, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bầu trời đang sáng tỏ khi vòng xoáy màu đen xuất hiện thì cũng hiện ra từng đám mây đen, mơ hồ cũng hiện lên từng đạo điện mang trong đó. Linh khí trời đất trong phương viên mấy trăm dặm như nước sôi trào, quay cuồng kịch liệt. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hai bên giao chiến đều đại biến, sinh ra kiêng kỵ, vội vàng ngừng tay. Trong vòng xoáy, hồ quang điện màu đen nhanh chóng tăng nhiều, sau đó ngưng tụ một chỗ, hóa thành một điện cầu màu đen cực lớn, rung động suy suy. Phốc phốc, điện cầu màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó kéo dài, hóa thành một vết nứt không gian đen kịt, dài mười mấy trượng. Siêu, từ bên trong, một bóng người có chút lảo đảo bắn ra, hơi lay động liền ổn định giữa không trung. Một thân ảnh nam tử mặc thanh bào hiện ra, vết nứt không gian cuồng thiểm mấy lần, chậm rãi khép kín, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, giữa không trung vòng xoáy màu đen cũng chầm chậm tiêu tán, thiên địa linh khí đang khuấy động rất nhanh khôi phục, mây đen trên không trung cũng biến mất theo. Nam tử mặc thanh bào thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thần sắc lại tỏ vẻ vui mừng. Nhưng khi thân hình ổn định, ánh mắt hướng xung quanh phía dưới nhìn, nhìn thấy xung quanh đang vây ép một đám người, khẽ trao mày. Người này chính là Hàn Lập, hắn dùng hết thủ đoạn trên người, rốt cuộc thành công vượt qua khe hở giữa hai giới diện. Có điều lúc này, pháp lực thể nội của hắn cơ hồ hao hết, sức mạnh cơ thể cũng hao tổn rất lớn, bát bảo linh lung cốt giáp cũng hoàn toàn vỡ nát bên trong không gian phong bạo. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt lại là chuyện gì đang xảy ra. Tổ thần đại nhân, ngài rốt cục trở về. Tộc trưởng Lạc Phong nhanh chóng đánh giá nam tử mặc thanh bào, trong mắt vô cùng nhanh chóng chỉ thoáng qua vẻ khác lạ, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng, quỳ gối cúi người trước nam tử mặc thanh bào. chương 86, đánh lui kẻ địch. Tổ thần, tổ thần đại nhân, cư dân ô mông đảo, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn thấy biểu hiện của tộc trưởng lập tức vui đến phát khóc, gieo hò vang dội sau đó lui về sau quỷ gối bái kiến hàn lập. Thế nhưng những tộc nhân lớn tuổi cùng các nguyên lão lại bày ra vẻ mặt cổ quái, tựa như có chút trần chờ Đứng ngây ra đó làm gì, không mau bái kiến tổ thần. Lạc phong trừng mắt nhìn những nguyên lão kia sau đó trầm giọng quát. Bái, kiến tổ thần, đám người kia giật mình, vội vàng khom mình hành lễ. Tổ thần, hàn lập vờ như bình tĩnh thế nhưng trong lòng có chút giật mình. Sau một thoáng lờ mờ, với kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cục lúc này. Nhân tộc do nam tử nho nhã cầm đầu đang bị dị tộc do tráng hán tử bào dẫn dắt vây công. Tình thế của nhân tộc quả thật không tốt, thậm chí gần như bại trận đến nơi. Không nghĩ đến bản thân vất vả trở về tiên giới lại đúng lúc gặp phải chuyện này. Nếu không phải ở đây chỉ có một tu sĩ đại thừa, hơn nữa trong vòng ngàn giảm tựa hồ không có tồn tại đủ sức uy hiếp sự hiện hữu của mình, họ hàn đã không chút do dự bỏ đi thật xa dù sao tranh đấu đầu rơi máu chảy ở đây cũng không liên quan gì đến hắn ở giữa không chung cách đó không xa đồ cáp nhìn thấy hàn lập đột nhiên xuất hiện sắc mặt có chút âm tình bất định mắt thấy chuẩn bị tiêu diệt chút ít nhân tộc còn lại trên ô mông đảo nào ngờ phút cuối cùng lại xuất hiện một chút biến cố tộc trưởng làm sao bây giờ có cần về xin chỉ thị một đại hán dâu cá chê có tu vi hợp thể truyền âm hỏi ý đồ cáp khó khăn lắm mới ép đám nhân tộc kia đến mức độ này nhất định không thể bỏ dở nửa chừng truyền lệnh xuống huyết chiến đến cùng đồ cắp có chút do dự cắn răng truyền âm thế nhưng nếu người kia thật sự là tổ thần của ô mông đảo e rằng đại hán dâu cá chê có chút lo lắng hừ cách thức người này xuất hiện có chút quỷ dị hơn nữa đối phương thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi có thật là tổ thần của ô mông đảo hay không vẫn chưa biết được ta thấy khí thức của hắn suy yếu thương thế nhất định không nhẹ căn bản không đủ tạo thành uy hiếp chúng ta đồng loạt ra tay diệt sát tiểu tử kia, ô mông đảo xem như xong đời. Đồ cáp dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng truyền âm. Nói xong, y lập tức tung người bay lên cao hơn, lạnh lùng quan sát hàn lập. Đại hán dâu cá chê cùng ba tu sĩ hợp thể của dị tộc cũng lập tức theo sát phía sau, bao vây họ hàn vào giữa. Hàn lập lúc này để hai tay sau lưng, ung dung đối diện đồ cáp, không hề lộ ra chút khác thường nào. Song phương chưa có hành động gì khác thế nhưng hàn tinh tộc nhân đã hò hét vang dội, lần nữa phát động tấn công. Ô mông đảo bên kia lập tức nghênh chiến, có điều cũng do hàn lập xuất hiện nên sĩ khí của họ theo đó tăng lên không ít. Lạc Phong nhìn quanh một vòng sau đó ngập ngừng định nói gì đó với hàn lập thế nhưng đồ cáp đã chợt ra tay. Chỉ thấy người y hiện lên mảng lớn lam quang, sau lưng xuất hiện hư ảnh một con mãng xà cùng màu lớn như ngọn núi, trên đầu có một cái sừng cong cong. Cự mãng một sừng vừa mới thành hình, đột nhiên phùng mang, há miệng tấn công hàn lập một cách hung tợn. Một luồng hàn lực màu lam lan ra, tạo nên từng chàng răng rắc cũng những mảnh băng tuyết không giống nhau lan ra xung quanh khiến cho không khí như đông cứng lại đồng thời đồ cát tung chảo vào hư không lập tức vô số quang hà xoay tít một vòng thoáng phát biến ảo thành hai thanh đoàn thương màu lam mang theo mảng lớn băng diễm màu lam hóa thành một đôi băng long dài vài chục trượng một trái một phải đánh tới hàn lập gần như ngay khi đồ cát ra tay bốn gã dị tộc hợp thể kỳ cũng đồng loạt thúc dục pháp bao trong tay tấn công hàn lập họ hàn thấy vậy bình tĩnh đưa tay tung ra một trưởng về phía gợn sóng màu lam ầm um, một luồng sức mạnh đáng sợ hóa thành từng trận sóng khí đối chọi với gợn sóng màu lam một hồi đùng đùng giòn vang gợn sóng màu lam bị đánh tan một cách dễ dàng nhanh chóng biến mất đúng lúc này một đòn tập kích lạnh lẽo thấu xương ập tới thì ra là hai con băng long từ hai bên trái phải của hắn hàn lập không chút động dung tay kia phung lên hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng như có một bàn tay khổng lồ tạt qua hai tiếng rắc rắc Đôi băng long gào to một tiếng sau đó lập tức vỡ vụn, trở lại nguyên hình đoàn thương màu lam bị Hàn Lập tóm gọn trong tay. Đồ Cáp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Ầm ầm ầm, công kích do bốn gã dị tộc hợp thể lúc này cũng đánh lên người Hàn Lập. Thế nhưng chỉ thấy thân hình của hắn hiện lên màn sáng hơi mờ màu bạc, dễ dàng đánh bay công kích cùng pháp bảo đang tới, thân thể không bị ảnh hưởng mảy may. Làm sao có thể? Bốn người biến sắc, trong miệng kinh hô, lập tức cảm giác không ổn nhưng không chờ bọn họ phản ứng. Hàn lập phất một tay lên, hai thanh đoàn thương trong tay lập tức hóa thành hai đạo lam ảnh bay đi, xuyên thủng lồng ngực đại hán dâu cá chê và một gã dị tộc khác. Vừa bị lam ảnh đâm trúng, thân thể bọn họ lập tức nổi lên bạch quang trói mắt chỉ là không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp bị xuyên thủng. Đoàn thương mang theo khí kình quấy nát thân thể của hai kẻ này, ngay đến Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, vẫn lạc tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt sau đó, hư không trước người hai gã dị tộc còn lại xuất hiện hai đạo quyền ảnh mơ hồ với tốc độ nhanh như thiểm điện. Cả hai căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi ra một tầng bạch quang tạo thành quang thuẫn đón đỡ quyền ảnh. Dầm rầm, quang thuẫn bị đánh nát một cách dễ dàng, sau đó quyền ảnh đánh lên thân thể bọn họ. Hai tiếng nặng nề vang lên, thân thể cả hai lập tức nổ tung, để lại máu thịt đầy trời. Từ lúc đồ cáp ra tay đến khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân diệt sát bốn gã hợp thể dị tộc, trước sau không tới một nhịp hô hấp. Lúc này, Đồ Cáp đã sớm tỉnh lại từ trong khiếp sợ, không nói hai lời hóa thành một đạo hồng quang màu trắng bắn nhanh về phía xa xa với tốc độ mau đến kinh người. Đồng thời cổ tay của y tỏa sáng hào quang, tạo nên mấy tầng quang cháo bao quanh, thân thể thì được phủ lên bộ giáp u lam óng ánh. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Chỉ thấy đồ cắp vốn đã bay xa mấy trăm trượng đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, khiến cho độn quang ngừng lại, thân thể loạn choạng rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, một tấm ngọc bội phỉ thúy nhìn như bình thường vỡ vụn, hóa thành vô số thanh châm chui vào trong đầu của y. Đồ cáp lập tức cảm thấy đầu óc mắt lạnh, tỉnh táo trở lại. Thế nhưng trước người y chợt nhoáng lên một một đạo thân ảnh. Thì ra hàn lập nhân cơ hội vừa rồi vượt qua khoảng cách trăm trượt, tiến đến trước mặt đối phương. Ngực bụng sáng lên bảy đạo lam quang, cánh tay cũng trở nên thô to, nắm tay đánh về phía trước. Đồ cáp hoảng hốt, hầu như không cần suy nghĩ, huy động đại đao màu lam che chắn trước người. Choang, thân thể của y lập tức bị đánh bay như một cái bao rách đại đao trong tay gãy thành từng khúc mấy tầng quang cháo trên người cũng ầm ầm tán loạn ngay đến áo giáp hàn tinh trên người cũng chợt xuất hiện vô số vết nứt hàn lập nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thân hình lập tức trở nên mơ hồ lần nữa xuất hiện trước người đồ cáp tung ra một quyền hung mãnh man lực đáng sợ ầm ầm kéo tới khiến cho hư không trở nên run rẩy rắc rắc áo giáp trên người đồ cáp cùng với bạch quang ngưng thực tựa như trứng gà vỡ vụn y không kịp kêu thảm dù chỉ một tiếng thân thể cùng nguyên anh đã bị đánh cho nát bấy một cái vòng tay màu lam óng ánh bay vụt trở về rơi xuống bàn tay hàn lập sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra một lượt hắn lập tức cho vào túi chữ vật sau đó mới khoan thai nhìn lại bên dưới chỉ thấy đám đông lố nhố trên quảng trường lúc này lặng ngắt như tờ hai bên hàn tinh tộc và ô mông đảo chọn mắt há mồm ngây ngốc tại chỗ sớm đã đình chỉ chiến đấu tổ thần uy vũ giết đánh đuổi toàn bộ dị tộc ra khỏi ô mông đảo Lạc Phong đại hỉ, cũng là người phản ứng nhanh nhất, cất giọng hoan hô. Tổ thần huy vũ, nhân thủ Ô Mông đảo lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, hô to vang trời, khí thế như cầu vồng liều chết xung phong tấn công Hàn Tinh tộc. Số lượng dị tộc tuy rằng đông hơn một chút thế nhưng tộc trưởng cùng bốn người có chiến lực cao nhất đã bị giết chết khiến cho cả đám như rắn mất đầu, không còn chiến ý, liên tiếp bại lui. Hàn Lập tự nhiên không thèm để ý đến việc truy sát tàn binh của Hàn Tinh tộc. Thân hình nhoáng cái trở xuống quảng trường lần lượt thu lấy túi chữ vật của đám hợp thể dị tộc. Lúc này, trên quảng trường, ngoại trừ tộc nhân đuổi theo kẻ địch chưa kịp quay về, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Không biết là ai đột nhiên gào to, cung nghênh tổ thần đại nhân hàng lâm, soạt xoạt tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất, không ngừng hò reo. Tộc trưởng Lạc Phong cũng cung kính bái lạy trên đất, những người sống sót sau đại nạn đều tỏ ra vui sướng. Thậm chí có không ít người còn không kìm được, thấp giọng sụt sùi. Thế nhưng phần lớn đều tỏ ra sùng bái cùng kính sợ khi nhìn Hàn Lập, tựa như người phàm đối đãi với thần nhân. Hàn Lập nhìn qua mọi người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn không lập tức tuyên bố bản thân không phải là tổ thần, cũng không tùy tiện thừa nhận việc này mà chỉ mấp máy bờ môi, truyền âm vài câu với tộc trưởng Lạc Phong. Họ Lạc nghe vậy, đang quỳ trên đất lập tức đứng lên, cẩn thận dặn dò đám đông xung quanh. Hồ trưởng lão, người chịu trách nhiệm cứu chữa người bị thương cùng thống kê tổn thất trong tộc, Tề trưởng lão lo việc cảnh giới, phòng trường hợp đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại. Ta muốn theo tổ thần đại nhân tiến về tổ thần các. Không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép đến gần. Mọi người đều cung kính lĩnh mệnh. chương 87, Điệt Tiên, tổ thần đại nhân, mời đi bên này. Lạc phong hơi cúi người xuống, bày ra tư thế mời sau đó dẫn hàn lập đi về phía sau pho tượng không trọn vẹn. Tộc nhân bốn phía thấy thế, vội vàng không người lùi lại nhường ra một lối đi. Hai người vừa đi không xa, trên quảng trường các tộc nhân không hẹn mà cùng hô lên. Cung tiến tổ thần đại nhân, thanh âm vang dội dị thường, đều và lặp lại liên tiếp vài lần cho đến khi thân ảnh hai người dần dần khuất sâu về phía núi rừng mới ngừng lại. Cả quá trình đó, Hàn Lập không hề quay đầu lại, bộ pháp cũng không có chút trì trệ. Dọc theo một con đường mòn bằng đá uốn lượn trong rừng, hai người đi tới trước một tòa đại điện có kiến trúc cổ xưa trên đỉnh núi. Điện thờ này cao chừng hơn 10 trượng, so với cung điện bình thường cũng không phải là cao lắm. Bức tường bốn bên đen xì, si, tựa hồ làm từ vật liệu là đá ngầm ở trên đảo, phía trên hiện đầy dấu vết ăn mòn lưu lại theo năm tháng. Nhưng nước sơn trên cửa sổ, cột trụ, hành lang của điện vẫn thập phần tươi đẹp, hiển nhiên là vẫn được định kỳ bảo dưỡng. Trước điện có một quảng trường không lớn cùng hành lang thềm đá, hơn nữa ở dưới đều được quét dọn sạch sẽ đến mức hầu như không còn chút lá rụng nào. Hàn lập ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa điện, chỉ thấy chỗ đó treo một tấm biển đen, viết chữ to màu vàng bằng cổ ngữ tổ thần các. Lạc Phong bước nhanh đến phía trước, cung kính vái lại một cái, sau đó đẩy cửa phát ra một tiếng két. Y nghiêng thân mình, mời Hàn Lập tiến vào trong các. Tiến vào trong điện, Hàn Lập thấy tượng đá màu đen của một chân nhân, nếu chỉ nhìn riêng thần tình khuôn mặt một cách đơn thuần thì có đến ba phần giống hắn. Nếu như nơi đây chỉ có hai người ta và ngươi, ta sẽ nói thẳng. Ta cũng không phải là tổ thần cái gì đó như ngươi đã nói. Hôm nay xuất hiện ở đây cũng là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hàn Lập quan sát một lúc sau đó thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía nam tử nho nhã sau lưng, nói thẳng vào vấn đề. Lạc Phong nghe vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lại quỳ xuống đất, nói: "Tổ thần đại nhân, hôm nay nếu không phải chân thân người Hàng Lâm ôm mông đảo chúng ta nhất định không tránh khỏi họa diệt tộc. Nhưng bây giờ, ngàn vạn lần người không thể vứt bỏ chúng ta. Toàn tộc chúng ta trên dưới vạn năm nay đều một mực thành kính cung phụng, mong rằng người tiếp tục che chở chúng ta." hôm nay nếu không vì những tên kia tự nhiên gây sự với ta thì ta cũng sẽ không ra tay ngươi cũng không cần vì việc này mà mang ơn ngươi thân là tộc trưởng ta không phải là tổ thần các ngươi chính lòng dạ ngươi biết rõ đừng vọng tưởng ta thay các ngươi ngăn trở tai họa trước mắt hàn lập lạnh lùng nói tiếp thân hình lạc phong run lên lúc đầu lộ ra vẻ sợ hãi nhưng sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói kỳ thật mặc kệ tiền bối là ai đều không sao cả chỉ cần người nhận lời tiếp tục mang thân phận tổ thần ở lại giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta nguyện đem lực lượng cả tộc toàn lực cung phụng tất cả tài nguyên tu luyện mà người cần. Người nói trước đi, tổ thần mà các ngươi nói rút cục là người nào? Thần sắc hàn lập thoáng nổi lên một tia biến hóa, không vội đáp lời, ngược lại đột nhiên hỏi tới sự tình có liên quan tới tổ thần. Tổ thần mà chúng ta cung phụng quả thật mấy mươi vạn năm trước tu luyện thành một vị tiên nhân, đời đời che chở bổn tộc và nơi bổn tộc đặt chân đến này. Lạc Phong nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cẩn thận giải thích. Nói cách khác, hôm nay những tên dị tộc xâm phạm các ngươi cũng có tổ thần cung phụng. Tầng bạch quang bao phủ bên ngoài thân thể bọn chúng, chẳng lẽ có liên quan với vị tổ thần che chở kia? Hàn lập nghe đối phương nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi lại. Không sai, bất quá lão tổ của Hàn tinh tộc bọn hắn hơn 10 vạn năm trước mới tu thành đại đạo thành một địa tiên. Thực lực theo ta biết trong số rất nhiều tổ thần chỉ thuộc loại mặt hạng, thậm chí lúc trước còn thua dưới tay tổ thần chúng ta ở ô mông đảo. Lạc Phong tỏ vẻ oán hận, địa tiên là như thế nào, lông mày hàn lập nhíu lại, người không biết địa tiên, chẳng lẽ, người là vừa từ hạ giới phi thăng lên đây sao? Lúc này đây, đến phiên lạc phong có chút giật mình. Hàn lập không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Lạc phong thức thời không dám nói gì nữa, ngược lại giải thích, thực ra địa tiên là thông qua khu vực mình che chở, hấp thu tín niệm lực của tín đồ để tu luyện tiên lực, nói chung, khu vực che chở càng lớn, càng nhiều người tín ngưỡng cung phụng, tốc độ tu luyện càng nhanh, thần thông cũng sẽ càng mạnh nói cho ta thêm một chút tình huống về hàn tinh tộc đi hàn lập như có điều gì suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu xoay chuyển lời nói hỏi dù trong lòng hắn nổi lên hứng thú không nhỏ về sự tình tổ thần địa tiên nhưng thời điểm này vẫn tập trung truy vấn ngọn nguồn khởi bầm tiền bối hàn tinh tộc với bổn tộc giống nhau đều là tiểu tộc ở biên giới hải vực hắc phong hải hòn đảo của chúng tương đối gần ô mông đảo chúng ta vì tranh đoạt tài nguyên mà từ trước đến nay cùng bổn tộc có không ít mâu thuẫn vào thời kỳ bổn tộc cường thịnh Chúng tự nhiên không dám lỗ mãng. Hiện nay gặp lúc tổ thần bổn tộc an nghỉ chưa hồi tỉnh, chúng lại nổi lên lòng tham. Lạc Phong kính cẩn trả lời. Sau khi Hàn Lập nghe xong, lúc này đây không có sốt ruột mở miệng hỏi lại ngay, mà lâm vào trầm tư. Lạc Phong thấy vậy, tự nhiên không dám nói thêm gì, chỉ là đứng ở một bên cúi đầu. Theo như ngươi nói thì khoảng cách khắc Phong Hải với Bắc Hàn Tiên vực thế nào? Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới mở miệng hỏi lại. Điều này, theo vãn bối biết Hắc Phong Hải thuộc về một phần Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng chỉ là một khu vực bé nhỏ vắng vẻ. Đúng rồi, đây là địa đồ Hắc Phong Hải kính tiền bối tham khảo. Lạc Phong thoáng trần trừ một chút, sau đó lấy ra một viên châu màu trắng lớn chừng hột đào, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thò tay tiếp nhận viên châu, hai mắt khép hờ, thần thức khẽ động nhập vào trong viên châu. Một lát sau, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một chút phức tạp, trầm ngâm một lúc lâu sau, mới mở miệng nói ra nếu muốn ta che chở ô mông đảo các ngươi cũng có thể được nhưng có mấy lời ta muốn nói trước. Tiền bối cứ nói, xin đừng ngại, Lạc Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, nói gấp, lúc trước ngươi nói không sai, ta quả thật vừa mới tiến vào tiên giới, và lại cũng không trải qua phi tiên đài tiếp dẫn. Nếu đúng là các ngươi vì thế mà cố kỵ, ta cũng sẽ không so đo, coi như không có việc này là được. Hàn Lập không có dấu giếm, nói thẳng, không dám, tiền bối có thể thẳng thắn như vậy, vãn bối cũng đã cảm kích muôn phần rồi. Lạc Phong liên tục khoát tay nói ra, đã như vậy, để ổn định tộc tâm của mọi người, về sau trước mặt người khác người cứ lấy tiếng tổ thần xưng hô với ta đi. Còn không có ai, người kêu ta một tiếng liễu tiền bối là được. Nếu hàn tinh tộc có gan xâm phạm lần nữa, ta sẽ ra tay, đến lúc đó đừng quên sự tình ngươi đồng ý cung phụng là được. Hàn lập nghe vậy, lạnh nhạt nói. Lạc Phong nghe vậy lập tức vô cùng vui mừng, trong miệng liền nói, đó là điều tất nhiên, đó là điều tất nhiên. Tốt rồi, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh, ta cần nghỉ ngơi một phen. Hàn lập nhẹ gật đầu, nói ra, liễu tiền bối, mời đi theo ta. Lạc Phong dứt lời, lúc này đưa Hàn lập xuyên qua nội đường tổ thần các, tiến về hậu viện. Ra khỏi hậu viện, hai người xuyên qua một rừng trúc tràn ngập sương mù tím, sau đó đi tới trước một tòa tiểu viện bốn vách tường trắng, ngói đen. Chỗ nhỏ này là nơi lúc trước vãn bối tu luyện khi gặp bình cảnh, tiến hành bế quan. Không có ai dám tới quấy giày nên tiền bối có thể an tâm ở chỗ này. Lạc Phong nói vậy, Hàn Lập đánh giá qua cái sân nhỏ trước mắt, nhẹ gật đầu, đi trước vào trong nội viện. Ước chừng gần nửa ngày sau, ở một hải vực màu xanh đậm cách mấy vạn dặm bên ngoài ô mông đảo, bên trên một hòn đảo là một tòa màu trắng cao mấy trăm trượng. Diện tích của đảo này tương đương với ô mông đảo nhưng lại hết sức hẹp, dài, nhìn như một chiếc lá liễu. Ở trên đảo, thảm thực vật thưa thớt, trên mặt đất khắp nơi đều lộ ra nham thạch xám trắng lổ lộ, lộ, phản xạ ánh mặt trời. Trên hòn đảo, Từng tòa màu trắng kiến trúc mái vòm, dựa vào thế núi mà phân bố dày mỏng, càng trên đỉnh núi số lượng lại càng ít, phân bố cũng càng thưa thớt. Ở chỗ địa thế cao nhất trên đảo, không có phân bố bất luận kiến trúc gì, chỉ có dọc theo lưng núi xây dựng một quảng trường hình thoi rộng mấy trăm trượng. Trên mặt đất tại quảng trường khắp nơi đều khắc một đường vân dài hẹp hình cung hoặc vòng tròn, kết nối chẳng chịt với nhau, hợp thành một đồ văn pháp trận vô cùng đẹp đẽ. Đứng giữa pháp trận là một pho tượng màu xám trắng cao chừng hơn 10 trượng, hình thể khôi ngô, mặc trên người một kiện áo giáp thêu hoa văn đẹp đẽ trên mặt cũng bao trùm một tầng giáp hở mặt hai răng nanh uốn lượn từ hai bên mặt giáp kéo dài ra đầu cuốn tóc dài để trên sau vai thoạt nhìn thần tuấn dị thường giờ phút này xung quanh pho tượng đang có một vòng tộc nhân hàn tinh quỳ rạp xuống đất tất cả đều cúi đầu xuống hai tay giao nhau ôm vai miệng yên lặng ngâm tụng tiến hành nghi thức nào đó sau một lát trước mặt giáp pho tượng xám trắng bỗng nhiên có hai luồng ánh sáng màu lam sáng lên ngay sau đó thì có một hồi âm thanh ông ông nói chuyện truyền đến mọi chuyện sao rồi ồ vì sao không thấy đồ cáp một gã trưởng lão hàn tinh tộc thân hình hơi mập mặt tràn đầy vẻ bi thống tiến lên một bước chắp tay nói khởi bẩm tổ thần đại nhân lúc trước sau nửa ngày gã lấy tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương nói đại khái sự việc diễn ra là như vậy tộc trưởng đồ cáp cùng mấy vị trưởng lão đều đã tử trận tổ thần đại nhân người phải làm chủ cho chúng ta sau một hồi lặng im trong pho tượng xám trắng âm thanh ông, ông lần nữa truyền ra. Ngươi nói chân thân lạc mông hàng lâm, điều này tuyệt đối không có khả năng, nếu thật sự sau lần trọng thương từ vạn năm trước, giờ y khôi phục lại thì với tính nết của y, tuyệt đối sẽ không để các ngươi chạy trốn trở về. Huống hồ, căn cứ sự miêu tả của các ngươi, tên nọ thậm chí ngay cả lực lượng thủ hộ cũng chưa từng phóng thích. Tổ thần đại nhân, nếu đã như vậy, có cần chúng ta một lần nữa tổ chức lực lượng lại đi đánh ô mông đảo không? Tên trưởng lão Hàn Tinh hỏi dò không cần, người nọ tuy rằng không phải lạc mông, nhưng có thể đơn giản đánh chết mấy người đồ cắp tự nhiên cũng không phải hạng bình thường. Các ngươi đến đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, lui xuống trước đi, sự tình sau này ta tự có sắp xếp. Ánh sáng màu lam phía trên pho tượng lập lệ, âm thanh ông ông nói chuyện lần nữa truyền ra. Tuân lệnh, tên trưởng lão hàn tinh tộc mập mạp lập tức cung kính cúi đầu, dẫn theo một đám tộc nhân lui xuống. Sau khi đám đó đi xa, một hồi thanh âm phía trên pho tượng bỗng nhiên lại vang lên, giống như than nhẹ, tự nói với chính mình. Hắc hắc, hộp cốt, hỗ đột, lục khôn, các người dòm ngó khối thịt ô mông đảo này đã lâu, muốn đến kiếm một chén canh, tự nhiên cũng phải xuất ra một phần khí lực. Có điều, đồ vật kia chỉ có thể thuộc về một mình ta, dù sao ta có thể tiến dài bước tiếp theo thành công hay không, chỉ có thể toàn lực đặt trên vật này rồi. Thanh âm này trên không trung dần dần nhỏ lại thì hai luồng lam quang trên pho tượng cũng dần dần biến mất, không thấy gì nữa. chương 88, Hóa thân bịa trích ở giữa tứ hợp viện tứ hợp viện là một kiến trúc tổ hợp với bố cục là xây nhà bốn hướng đông tây nam bắc bao quanh sân vườn ở giữa cho nên được gọi là tứ hợp viện hai tay hàn lập liên tục bắn ra từng đạo thanh quang từng cây trận kỳ màu xanh cắm xuống xung quanh nội viện lóe lên rồi biến mất một màn sáng màu xanh nhạt lập tức như ẩn như hiện hiện ra bao phủ cả tòa tiểu viện sau khi làm xong hết thảy hắn liền khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức thời gian trôi đi sắc trời dần tối, màn đêm đã bắt đầu hiện lên từng ngôi sao sáng lấp lánh. Hàn lập mở mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sau đó, hắn hít một hơi sâu, bắt đầu vận chuyển pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công trong cơ thể. Trên ngực bụng hiện ra bảy điểm mơ hồ màu xanh là đồ án tròm sao. Từ bầu trời đêm, đạo đạo lực lượng tinh quang hội tụ, hình thành bảy cột tinh quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể hắn khiến cho sắc mặt có chút tái nhợt của hắn dần dần khôi phục. Thời gian một đêm đảo mắt đã qua, lúc sáng sớm, Hàn Lập mở mắt, thở dài một cái. Giờ phút này, không chỉ cảm giác mỏi mệt của cơ thể đã không còn, mà tổn thương bị gây ra lúc thông qua khoảng cách giới diện cũng đã hoàn toàn lành lặn. Hắn vận động thân thể một chút, sau đó quay người đi đến một gian phòng bên cạnh trong nội viện. Không bao lâu, hắn đứng ở trong phòng, không gian nơi đây không lớn chỉ tầm 7-8 trượng, ngoại trừ ở hai bên có một cái tủ trúc xanh cùng mấy cái bàn gỗ, còn ở chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn. Tuy nhiên, mọi thứ lại rất gọn gàng, sạch sẽ, nhìn như không có một hạt bụi. Hàn lập khoanh chân ngồi xuống bổ đoàn, lật tay lấy ra một hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong là một vật to như trái hạch đào màu vàng. Hoa văn mặt ngoài hạch đào mơ hồ tạo thành một mặt người, tản mát ra linh khí thuộc tính thổ kinh người đang dao động. Đấy chính là trái hạch đào trên cây quái dị mà lúc trước hắn lấy được trong bong bóng thần bí. Lúc đó vì vội vàng, hắn không có thời gian cẩn thận xem xét, cuối cùng hiện tại đã có thời gian rảnh để từ từ phỏng đoán rồi. Lúc này hắn thả thần thức ra, thăm dò vào bên trong hạch đào, tra xét rõ ràng. Nhìn qua bên trong, lại làm cho trong lòng hắn cả kinh. Linh khí thuộc tính thổ ẩn chứa trong đó thình lình đạt đến tình trạng giận cả người, rồi lại bị áp xúc đến mức tận cùng, thu gọn vào bên trong hạt trái cây này. Bởi vì cơ duyên trưởng thiên bình, đối với việc phân biệt các loại linh thảo, linh tài, hàn lập coi như có không ít tâm đắc, nhất là khả năng phán đoán dược niên của chúng tuy rằng hắn không nhận ra hạt đào này, nhưng mà hắn biết muốn khiến cho thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó đạt tới tình trạng như thế này, tối thiểu cũng phải 10 vạn năm tuổi trở lên. Bất quá chỉ bằng vào điểm này, tựa hồ còn chưa đủ hấp dẫn để khiến hai đầu yêu thú cấp chân tiên tranh đoạt. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy nên dùng thần thức tiếp tục tra xét từng tấc bên trong hạch đào thật tỉ mỉ, rõ ràng. Ồ, sau khi hắn dò xét trọn vẹn mười mấy lần, rốt cuộc đã phát hiện một tia khác thường. Linh khí thuộc tính thổ bên trong hạch đào vô cùng nồng đặc, nhìn như hỗn loạn không trật tự giống như từng đạo sóng cả liên miên chập trùng đan chéo nhưng mơ hồ ở đó lại tồn tại quy luật nào đó